Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 78. Ở công khắc vẽ thượng tập đoàn điện tử cảnh kỹ này đạo tường sau đó, Giang Sách bước tiếp theo chính là muốn phá được Ngu Nhạc này đạo tường. Thôi oánh, ở vòng giải trí là có thêm hết sức quan trọng địa vị. Vấn đề là, nàng là vẽ thượng tập đoàn nhân, hiện tại sau khi qua đời. Vẽ thượng tập đoàn vì dẹp loạn khắp mọi mặt ngôn luận, một mực xử lý lạnh. Cũng không định cho Thôi Oánh tổ chức cái gì thương tiếc loại nghi thức. Giang Sách nhìn đúng thời cơ này, ngươi không làm để ta làm. Nếu như có thể tổ chức lên người ái mộ, minh tinh, làm một hồi đại hình diễn sướng hội, đưa cái này thế cho khô đứng lên. Này tương hội đối với vẽ thượng tập đoàn danh tiếng tạo thành tiến một bước đả kích. Đến lúc đó, vẽ thượng tập đoàn tương hội tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều nằm ở dầu sôi lửa bỏng dư luận trong. Căn bản không ngóc đầu lên được. Đây chính là Giang Sách cách đối phó. Mà cái người đề xuất, liền tuyển Lô Nhược Di. Lô Văn Diệu sau khi nghe, lắc đầu, nói rằng, nếu Di phân lượng không đủ a, nàng khởi sướng như vậy khởi sướng, sợ là không ai biết để ý a. Giang Sách hồi đáp, yên tâm, sự tình phía sau ta sẽ an bài, nhất định sẽ làm cho trận này hoạt động làm vô cùng náo nhiệt. Lô Văn Diệu suy nghĩ nhiều lần. Làm như vậy quả thực dường như không có vấn đề gì. Kết quả là, hắn gật đầu, nói rằng, chỉ cần có thể cam đoan nếu Di an toàn tánh mạng, ta liền cho phép làm như vậy. Giang Sách cười hồi đáp, đây là nhất định, cam đoan sẽ không để cho nếu Di có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Nếu như nàng xảy ra chuyện, ta sẽ lấy tánh mạng của mình tới làm bồi thường. Đoàn người đang nói, lúc này, Lô Văn Diệu điện thoại di động chấn động, bỏ vào tin nhắn ngắn. Hắn cầm lên vừa nhìn, đối với Giang Sách nói rằng, Giang lão bản, người đã hôm nay tới sớm như vậy. Vậy cũng không nên lãng phí thời gian. Trần lão bên kia gọi ngươi đi qua, muốn đem chiếc cây thuật tầng thứ hai truyền cho ngươi. Giang Sách nghe xong đại hỉ, cái này đi. Mấy phút sau, Giang Sách đi tới Trần lão hoa viên, vừa đi vào tới liền chủ động hô, sư phụ. Trần lão nghe xong phi thường hưởng thụ. Hắn hướng về phía Giang Sách vẫy vẫy tay. Hỏi thế nào, tối hôm qua trở về có hay không hảo hảo ôn tập ta ngày hôm qua dạy ngươi nội dung a? Có. Tốt lắm, đem ngày hôm qua nội dung lại biểu diễn một lần cho ta xem. Là. Giang Sách ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi chiết cây thuật tầng thứ nhất biểu diễn, đem một đóa hoa gả nhận được trên cây khô. Lần trước, Giang Sách hao tốn 2/3 nén hương thời gian. Mà lần này, Giang Sách chỉ dùng 3 phút thời gian. Liền hoàn thành cái này một thao tác, nhìn Trần lão phi thường hài lòng. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày đạt tới cái này chủng hiệu quả, Giang Sách, người thực sự là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú người. Không nói nhiều thừa thải, kế tiếp, sư phụ sẽ dạy ngươi tầng thứ 2 chiết cây thuật. Nói, Trần lão liền đem Giang Sách dẫn vào đến đó cái thương khố, cái kia tràn đầy tiểu động vật thương khố, vừa mới đi vào, liền thấy đủ loại trên người bị chiết cây rồi đóa hoa tiểu động vật. Trần lão nói rằng, Giang Sách, lúc này đây ngươi nên lưu tâm nghe cho kỹ, chiết cây thuật tầng thứ 2 nếu so với tầng thứ nhất khó thập bội. Không phải người bình thường có thể sẽ học được, chiết cây đến trên cây, cùng chiết cây đến trên thân động vật, vậy cũng hoàn toàn là hai khái niệm. Điểm này, Giang Sách đương nhiên biết rõ. Sau đó, Trần lão mà bắt đầu một chút xíu cho Giang Sách giảng thuật tầng thứ 2 nội dung, Giang Sách nghe phi thường tỉ mỉ. Chỉ là giảng thuật. Đại khái liền xài thời gian 2 tiếng. Một bên nói, Trần lão còn một bên tự mình động thủ làm cho Giang Sách xem. Ngay cả Trần lão loại này đã sớm thuần thục tầng thứ 2 nhân, ở thao tác thời điểm cũng xuất hiện các loại sai lầm, ở thất bại 2 lần sau đó, thẳng đến lần thứ 3 chỉ có hoàn thành chiết cây. Loại này độ khó, có thể tưởng tượng được. Đang hoàn thành sau đó, Trần lão xoa xoa mồ hôi trán. Nói rằng, lão liễu. Không còn dùng được, lại muốn dùng 3 lần mới có thể hoàn thành cho tiểu động vật chiết cây. Lời tuy nói như vậy, nhưng Giang Sách minh bạch trong đó độ khó. Nếu như là người khác tới thao tác, đừng nói 3 lần rồi. Coi như là 30 lần, 300 lần thậm chí 3.000 lần, cũng không nhất định có thể hoàn thành một lần. Trần lão, đã là tài ngút trời. Giang Sách, người có lòng tin hoàn thành tầng thứ 2 sao? Trần lão rất nghiêm túc nhìn Giang Sách. Giang Sách rất khẳng định gật đầu. Đương nhiên,
ta còn muốn học tập tầng thứ 3 rồi. Tốt, có chí khí, vậy ngươi cứ dựa theo ta nói đi luyện tập A. Giang Sách cũng không hàm hồ, trực tiếp dựa theo Trần Lão vừa mới dạy nội dung bắt đầu luyện tập tầng thứ 2 chiết cây thuật. Vẫn luyện tập đến buổi trưa hơn 11 giờ, chỉ có nắm giữ không đến 10% nội dung. Một chữ, khó. Hai chữ, quá khó khăn. Trần Lão mỉm cười đưa cho Giang Sách một chai thủy, nói rằng, được rồi, nghỉ ngơi trước một cái, ngươi cũng nên đi cho Tưởng tiểu thư nấu cơm. Chờ ngươi làm xong cơm, nghỉ khỏe, lại tiếp tục luyện tập A. Tốt, Giang Sách cũng là mệt mỏi thật sự, cái này luyện tập có thể sánh bằng hắn xông pha chiến đấu, lên sân khấu chinh chiến còn mệt mỏi hơn. Phải biết rằng, hắn chính là ở trên chiến trường có thể liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm người sắt. Thế nhưng ở chiết cây thuật tầng thứ 2, vẫn là mệt mỏi ứng phó. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Mà, còn chỉ là tầng thứ 2, phía sau tầng thứ 3 được khó tới trình độ nào a? Nhìn như vậy đứng lên, Trần Lão trước một cái đồ đệ thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ, cũng tuyệt đối là trong trăm có một thiên tài đứng đầu. Bằng không không có khả năng nắm giữ cửa này kỹ thuật. Giang Sách cho Trần Lão chào một cái, sau đó xoay người rời đi. Trần Lão nhìn Giang Sách bóng lưng, tự lẩm bẩm, Giang Sách à Giang Sách, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng, thời giờ của ta không nhiều lắm, ngươi phải cố gắng lên a. Bên kia, Giang Sách trở lại tuân thủ nghiêm ngặt nhà phòng khách sau đó, bắt đầu cho Tương Theo Như Vân làm bữa trưa, đồng thời, đôi ngư đem, phản kích kế hoạch tiến triển mới nhất hồi báo cho hắn. Thông suốt, Lô Nhược Di bên này đã ban bố vì bác. Hiệu triệu Thôi Oánh phấn ti đoàn kết thúc đứng lên, đồng thời hô hào vòng giải trí đại lão cùng nhau tổ chức, làm một hồi diễn sướng hội. Thứ nhất, kỷ niệm chết đi Thôi Oánh, thứ hai, lên án vẽ thượng tập đoàn làm ác. Ta đã sắp xếp người đem này vì bác đại lượng phát, đã được đến không ít người ái mộ hô ứng. Mặt khác, lấy Lâm Mẫn Quân cầm đầu đại lượng nổi danh ca sĩ, diễn viên cũng đều tham dự trong đó, nhao nhao biểu thị nguyện ý miễn phí tham gia. Hiện nay nên khởi xướng thanh thế lớn, tuyệt đối có thể thành. Duy nhất chỗ khó ở chỗ địa điểm chọn. Yến Thành là vẽ thượng tập đoàn địa bàn, vô luận chọn nơi nào, đều sẽ chịu đến vẽ thượng tập đoàn quấy rầy. Giang Sách nghe xong, Từ Tốn nói, địa điểm vấn đề ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ giải quyết. Là thời điểm cùng Yến Thành khu trưởng Tiêu Học Thần liên lạc một chút. Làm khu trưởng, tin tưởng Tiêu Học Thần có năng lực giải quyết địa điểm vấn đề. Tìm một không bị vẽ thượng tập đoàn khống chế địa phương, tin tưởng không phải là cái gì việc khó. Hết thảy đều suy nghĩ kỹ càng sau đó, Giang Sách tăng nhanh động tác trên tay, đem một bàn cơm nước đều chuẩn bị hoàn tất. Đang chuẩn bị thời điểm, Giang Sách trong lòng đang suy tư một cái vấn đề khác, tuân thủ nghiêm ngặt nhà gia chủ Tương Huân dường như tiêu thất rất lâu rồi nha. Cái kia so với hồ ly còn giảo hoạt nam nhân, vẫn không hiện ra. Trốn âm thầm không biết lại đang lập mưu cái gì. Đáng giá lưu ý a. Vẽ thượng tập đoàn nội bộ, Tiếu Canh ngồi ở bên trong phòng làm việc. Vừa uống trà một bên nghe thủ hạ chính là người cho hắn hội báo tình báo mới nhất. Tiếu lão, tối hôm qua chúng ta hành động sau khi thất bại, Lô Nhược Di phát khởi phản công. Thủ hạ đem Lô Nhược Di hiệu triệu diễn sướng hội sự tình báo cáo chi tiết cho Tiếu Canh. Không rõ chi tiết. Thậm chí ngay cả bao nhiêu minh tinh tham dự vào. Đều nhóm một cái tỉ mỉ danh sách. Tiếu lão, đây là danh sách, xin ngài xem qua. Tiếu Canh trực tiếp vung tay lên, không cần nhìn. Đều là một ít đám ô hợp, không đủ gây sợ. Thủ hạ nói rằng, Lô Nhược Di chẳng qua là một tân nhân mà thôi. Cho dù có Lâm Mẫn Quân ở sau lưng chỗ dựa, cũng không trở thành trong vòng thời gian ngắn có năng lượng lớn như vậy a. Tiếu Canh lạnh rên một tiếng. Cái này còn cần ngươi nói. Dùng chân để Trần ngẫm lại cũng biết, là Giang Sách tên khốn kiếp kia ở sau lưng mấy chuyện xấu. Tối hôm qua, 100% là hắn phá hủy hành động của chúng ta. Thủ hạ hỏi, chúng ta đây làm như thế nào ứng phó? Tiếu Canh trong ánh mắt hiện lên vẻ hàn quang. Ứng phó? Ha ha, tổ chức trận này diễn sướng hội, cuối cùng sẽ bị bẫy chết còn chưa nhất định là ai. Tiếu Canh đã sớm chuẩn bị xong một bộ kế sách, vốn đang tìm cơ hội. Hiện tại được rồi, Giang Sách chủ động đưa cái này cơ hội cho đưa tới. Hắn nói rằng, trước cho ta nhìn chòng chọc được rồi tiền thị phụ tử, hai người bọn họ.
sẽ là ta đây cái kế hoạch hạch tâm. Thủ hạ gật đầu, minh bạch, cái này đi làm. Nói xong xoay người rời đi. Tiếu Canh đem chén trà buông. Tử Tốn nói, Tiền thị phụ tử. Hai người các ngươi hành sự bất lực phế vật, hiện tại phải dùng mạng của các ngươi đến cho ta làm việc a. Giang Sách a Giang Sách, ngươi cho rằng trận này diễn sướng hội cái hố là ta sao? Ha ha, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, đào xong hãm hại, chôn chính mình. Cũng trong lúc đó, ở phó đồng phòng làm việc của bên trong, lão thiên tôn nữ nhi thân cung huân đang yêu tai du tai nghe bài hát nhìn tin tức, nàng đối với tập đoàn hiện nay phát sinh việc này căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ai sống ai chết, đều cùng với nàng không có quan hệ. Đồng thời, nàng vẫn còn ở nói lý ra len lén tiến hành một việc tài sản rời đi. Thân cung huân đang đem mình tài sản chuyển rời đến nước ngoài, nàng luôn có một loại dự cảm, lớn hơn họa trước mắt. Tuy nói hiện tại vẽ thượng tập đoàn còn vững vàng nắm trong tay toàn bộ Yến Thành mạch máu, thế nhưng, loại này trưởng khống còn có thể duy trì liên tục bao lâu? Ai cũng không biết. Thân cung huân là một cái khứu giác cực kỳ bén nhạy nữ nhân, cũng chính là dựa vào năng lực này chỉ có tồn tại đến nay. Người người đều nói nàng thông minh, thực ra không phải vậy. Thân cung huân ở trí mưu trên không cần thiết so với người khác thông minh đi nơi nào, nàng chỉ là đem nữ nhân ưu thế phát huy đến cực hạn cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả tỉ mỉ cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng. Chính là bởi vì loại này cẩn thận tỉ mỉ, làm cho thân cung huân luôn là có thể đoạt ở khác nhóm người trước nhận thấy được nhân vật nguy hiểm, cũng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Là chạy trốn, là phòng ngự, là phản kích, từ lúc ngay từ đầu liền làm chuẩn bị cẩn thận. Cái này, chính là thân cung huân sinh tồn chi đạo. Nàng không phải thông minh. Thế nhưng, nàng rất cẩn thận. Làm vẽ thượng tập đoàn tuyệt đại bộ phân người còn đắm chìm trong quyền lực cùng kim tiền trong vui sướng, thân cung huân đã cảm giác được thế không đúng. Từ Giang Sách sau khi đến, vẽ thượng tập đoàn là từng bước bị quản chế với người. Danh tiếng càng là tan vỡ không ra dáng. Đồng thời, thân cung huân còn lưu ý một cái khác người không có lưu ý phương diện phía chính phủ. Nhìn trước mắt tới, phía chính phủ không hề động tác, vô cùng bình tĩnh, giống như là vô sự phát sinh giống nhau. Nhìn qua đối với vẽ thượng tập đoàn không hề uy hiếp, trên thực tế, đây mới là không bình thường, đây mới là tràn ngập uy hiếp. Thử nghĩ một cái, Thổi Oánh trước mặt mọi người cũng công khai phệ tâm tản tồn tại. Đều đem vẽ còn tập đoàn hắc ám truyền cho chúng nhân rồi, tình cảm quần chúng xúc động, dùng ngòi bút làm vũ khí, mà phía chính phủ lại có thể thờ ơ. Nói ra ai tin? Giải thích duy nhất chính là, phía chính phủ là sợ đả thảo kinh xà, đang âm thầm tiến hành điều tra. Để cho thân cung huân không yên lòng chính là Yến Thành mới tới cái khu vực này trưởng. Từ hắn đến từ sau, liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ai cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Người như vậy, hoặc là tài trí bình thường, hoặc là tướng tài. Thân cung huân càng muốn tin tưởng người sau. Một cái tài trí bình thường là không có khả năng lên làm khu trưởng, cái này Tiêu Học Thần, nhất định có chỗ hơn người. Thời khắc này Tiêu Học Thần, nói không chừng đã nắm giữ đại lượng vẽ còn tập đoàn nhược điểm, đợi thế mà phát. Mỗi khi nghĩ tới đây, thân cung huân đều cảm thấy bên người nguy cơ tứ phía. Nàng không sợ Giang Sách, bởi vì Giang Sách là chỗ sáng địch nhân. Nàng sợ hơn Tiêu Học Thần, cùng với cái kia được xưng cũng không can thiệp Yến Thành đấu tranh quyền lực cáo giả Tương Huân. Thân cung huân lẩm bẩm, ba, người cả đời đang đùa quyền lực trò chơi. Cũng nên ngoạn cú liễu a. Ai, dựa vào phệ tâm tán tới khống chế Yến Thành, người như thế thần cùng căm phẫn hành vi. Cuối cùng nhất định là phải thất bại, nếu như có thể mà nói, thu tay lại, theo ta ly khai a. Nàng là nghĩ như vậy. Thế nhưng không dám như thế đối với lão thiên tôn nói. Đang ở nàng suy nghĩ tương lai nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Ân, tiến đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Môn đẩy ra, một gã tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh đứng ở cửa, nàng là thân cung huân hai cái bí thư một trong tiểu giao. Một cái tiểu giao, một cái tiểu mân. Là thân cung huân tay trái tay phải. Vóc người xinh đẹp, hơn nữa cũng rất thông minh, cơ linh. Hầu hết thời gian đều có thể trợ giúp thân cung huân bày mưu tính kế. Lúc này chứng kiến tiểu giao khẩn trương như vậy bộ dạng, thân cung huân cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết
Thân Cung Huân hỏi, xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy. Tiểu Giao đều phải gấp khóc lên, ủy khuất nói, Huân nhi tỷ, Tiểu Mân nàng. Nàng bị người bắt đi. Cái gì? Thân Cung Huân lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Nàng cùng Tiểu Giao, Tiểu Mân chỗ liền cùng thân tỷ muội giống nhau, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ các nàng hai người. Người nào gan to như vậy? Tiểu Giao cúi đầu nói rằng, là thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Cái kia Sắc Côn. Thân Cung Huân lửa giận ngay lập tức sẽ đi lên, Niếp Thiên Kỳ cả ngày đang vẽ còn trong tập đoàn làm càn rỡ tám làm, không biết tao đạp bao nhiêu cô gái, bây giờ còn ngại không đã ghiền, cư nhiên đối với Tiểu Mân động thủ. Vậy làm sao có thể chịu? Vô liêm sỉ. Thân Cung Huân tức giận trực tiếp đi ra phòng làm việc môn, làm thang lầu, đi tới Niếp Thiên Kỳ chỗ ở tầng trệt. Nàng biết, thời khắc này Niếp Thiên Kỳ nhất định đang ở tửu trì thịt trong rừng. Thình thịch, Thân Cung Huân một bả đã đem môn đá văng, nhất thời chứng kiến bị trói gô lấy Tiểu Mân, cùng với chỉ mặc một cái quần sóc, động tác thô bỉ ác tâm nam nhân Niếp Thiên Kỳ. Niếp Thiên Kỳ, ngươi làm cái gì? Thân Cung Huân giận dữ hét. Niếp Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Thân Cung Huân, chút nào sợ cũng không có, vui vẻ nói rằng, thân tiểu thư, ngươi người bí thư này dáng dấp thực sự thật xinh đẹp, chia sẻ một cái, để cho ta chơi hai ngày được không? Đang nói chuyện thời điểm, hắn còn có ý vô tình đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Giao, đều là vẻ tham lam. Tiểu Giao sợ đến nhanh lên trốn Thân Cung Huân phía sau. Thân Cung Huân trong cơn giận dữ, chỉ vào Niếp Thiên Kỳ nói rằng, ta cho ngươi hai con đường, đệ nhất, cho ta thả người, đệ nhị, đem ngươi thiến. Đối với Thân Cung Huân cảnh cáo, Niếp Thiên Kỳ căn bản cũng không để ở trong lòng, chẳng những không có vâng theo đối phương nói đi làm. Ngược lại phi thường làm càn to gan lấy tay bắt được Tiểu Mân cổ áo của, sau đó dụng lực xé ra, toàn bộ áo khoác đã bị xé nát, lộ ra bên trong da thịt. A, Tiểu Mân vừa thẹn lại sợ, sợ đến hét toáng lên. Đối với nữ nhân loại này sợ không giúp tiếng quát tháo. Niếp Thiên Kỳ là thích nhất, hắn ngẩng đầu lên cười ha ha, phi thường hưởng thụ giờ khắc này. Thân Cung Huân nổi giận. Của nàng hảo tỉ muội bị người như vậy khi dễ, nàng làm sao có thể nhẫn. Người đến, ba ba bá, ngay lập tức sẽ xông vào bốn gã thân thể cường tráng bảo tiêu. Thân Cung Huân dùng ngón tay hướng Niếp Thiên Kỳ, hạ lệnh, đưa cái này sắc ma bắt lại cho ta, thiến. A, bốn gã bảo tiêu liếc nhìn nhau, cũng không dám di chuyển. Không phải là không muốn vâng theo Thân Cung Huân nói đi làm. Mà là Niếp Thiên Kỳ đang vẽ thượng tập đoàn là có thêm hết sức quan trọng địa vị, đơn giản không thể đắc tội. Bình thường coi như là lão thiên tôn, đó cũng là cấp cho Niếp Thiên Kỳ vài phần mặt mũi, mấy người bọn hắn bảo tiêu làm sao dám tùy tiện động thủ. Nhìn vài cái bảo tiêu lo lắng bất động dáng vẻ, Thân Cung Huân càng tức giận hơn, giận dữ hét mấy người các ngươi điếc sao. Ta cho các ngươi thiến tên sắc ma này, không nghe thấy. Vài tên bảo tiêu đều rất làm khó dễ. Một người trong đó càng là mở miệng nói, thân phó đồng, không phải chúng ta không nghe mệnh lệnh của ngài, mà là lão thiên tôn đặc biệt đã thông báo, bất luận kẻ nào đều không được di chuyển Nhiếp tiên sinh một sợi tóc. Không có lão thiên tôn cho phép, chúng ta nào dám động thủ a? Các ngươi, Thân Cung Huân tức giận cũng không nói được lời rồi, vẽ thượng tập đoàn rốt cuộc là họ, thân, vẫn là họ, Nhiếp, a. Lúc này, Niếp Thiên Kỳ cười híp mắt nói rằng, thân tiểu thư ngươi cũng không cần làm khó dễ những thứ này người làm, bọn họ không có lão thiên tôn mệnh lệnh là không dám động thủ với ta. Thân tiểu thư, ngươi nếu như thực sự muốn cứu ngươi hảo tỉ muội cũng không phải không thể, chúng ta tới một người trao đổi như thế nào? Thân Cung Huân nhìn hắn chằm chằm, cái gì trao đổi? Niếp Thiên Kỳ chỉ Tiểu Mân, vừa chỉ Thân Cung Huân. Nói rằng, chính là thân tiểu thư ngài tới cùng Tiểu Mân làm trao đổi a, chỉ cần ngài theo ta cả đêm, ta cam đoan từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ từ nhỏ hồng, Tiểu Giao chủ ý, như thế nào nha? Quả thực cuồng vọng, Thân Cung Huân quyền cao chức trọng, đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ cũng là gần với lão thiên tôn nhân vật số 2, lại bị yêu cầu bồi ngủ. Nếu như Yến Thành những người khác nghe nói như thế, đó là vạn vạn không tin. Nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt. Thân Cung Huân tức giận nắm tay nhéo, nàng thật là tức gần chết, trực tiếp đem chính mình kẹp tóc lấy xuống, dựa theo Niếp Thiên Kỳ liền đã đâm tới.
một cái liền đem Niếp Thiên Kỳ cánh tay cho rạch ra một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết chảy ròng. Ta hôm nay liền thay trời hành đạo, thu phục ngươi cái xác này can đảm bao thiên vương bát đản. Thân Cung Huân cầm kẹp tóc một trận loạn vung, đuổi theo Niếp Thiên Kỳ đánh. Niếp Thiên Kỳ mặc dù là nam nhân, nhưng là cho tới nay không phải rèn luyện hắn, cộng thêm mỗi ngày ngâm ở tửu trì thịt trong rừng, tức thì bị nữ sắc cho thối nát rồi thân thể, căn bản là tay trói gà không chặt. Hắn, đó là ngay cả nữ nhân đều đánh không lại. Vì vậy liền xảy ra khôi hài buồn cười một màn. Niếp Thiên Kỳ một cái đại lão gia, bị Thân Cung Huân một cái nữ lưu hạng người ở trong phòng đuổi theo chạy, may gian nhà cũng đủ lớn, nếu không, Niếp Thiên Kỳ ngay cả chạy chưa từng địa phương chạy. Mắt thấy Niếp Thiên Kỳ sẽ bị đuổi theo một trận ghim, đột nhiên, đoàn người đi vào gian phòng, người cầm đầu chính là Lão Thiên Tôn. Dừng tay! Lão Thiên Tôn hét lớn một tiếng, bên trong phòng tất cả mọi người ngừng lại, Niếp Thiên Kỳ chứng kiến Lão Thiên Tôn, thở ra một hơi dài, được cứu. Thân Cung Huân chứng kiến Lão Thiên Tôn tới, cũng không dám lỗ mãng, đứng tại chỗ cúi đầu. Nhìn bên trong phòng loạn tao tao cục diện, Lão Thiên Tôn hít thở sâu một hơi, chất vấn, Huân Nhi. Đây là chuyện gì? Thân Cung Huân mở miệng liền cáo trạng, ba, Lão Thiên Tôn, Niếp Thiên Kỳ đem Tiểu Mân bắt đi muốn cường bảo. Ta tới yếu nhân, hắn nếu không để cho, còn đối với ta có ý đồ không an phận. Người cặn bã như vậy giữ lại làm gì? Ta muốn giết hắn đi, thay trời hành đạo. Ân, Lão Thiên Tôn mày nhíu lại rồi lại mặt nhăn, hiển nhiên không cao hứng. Niếp Thiên Kỳ nhưng là hắn có thể đủ đặt chân Yến Thành duy nhất lợi thế, mất đi ai cũng không thể mất đi Niếp Thiên Kỳ. Ngày hôm nay Thân Cung Huân hành vi suýt chút nữa đem Lão Thiên Tôn đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quả thực sai lầm. Na Niếp Thiên Kỳ cũng không nói khác, liền một câu nói, Lão Thiên Tôn, cứu ta. Ở thân tình cùng quyền lực trước, Lão Thiên Tôn rất nhanh thì làm ra tuyển trạch. Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hướng về phía Thân Cung Huân giận dữ hét, chào ngươi lớn gan chó. Niếp tiên sinh chính là vẽ thượng tập đoàn quý khách. Ngay cả lão phu ta đều muốn lễ nhượng ba phần, ngươi lại vì chính là một người làm liền đối với Niếp tiên sinh động sát ý. Căn bản là không đem lão phu ta để vào mắt. Huân Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe xong lời nói này, Thân Cung Huân tâm đều nhanh muốn nát, ngẩng đầu nhìn Lão Thiên Tôn. Đây là cha của mình sao? Tuy là Lão Thiên Tôn cho tới nay đều rất nghiêm khắc, thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, hắn đều đối với Thân Cung Huân rất thương yêu. Là cái loại này cũng không nói rõ nhưng khắp nơi có thể cảm nhận được tình thương của cha. Vì sao hiện tại? Hết thảy đều đổ cho hai chữ quyền lợi. Quyền lực, tiền tài, địa vị, đây hết thảy quyền lợi. Đem Lão Thiên Tôn cho cải biến. Thân Cung Huân minh bạch điểm này. Thế nhưng hiểu thì hiểu, nàng còn không cam tâm, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy lòng chua xót. Ta biết sai rồi. Thân Cung Huân lựa chọn thỏa hiệp. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ biết chống đối Lão Thiên Tôn. Lão Thiên Tôn gật đầu, tiếp tục nói, nếu biết sai, vậy hướng Niếp tiên sinh nói xin lỗi đi. Cái gì? Thân Cung Huân triệt để ngây ngẩn cả người. Để cho nàng hướng Lão Thiên Tôn nhận sai, ok, không thành vấn đề, có thể nhường cho nàng cho Niếp Thiên Kỳ xin lỗi, vậy so với giết nàng còn khó chịu hơn. Tỷ muội của mình bị khi dễ rồi. Chính mình còn muốn chủ động cho Niếp Thiên Kỳ xin lỗi. Trên đời này có cái đạo lý này sao? Không phải, Thân Cung Huân quả đoán cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ không cho cái này nhân loại cặn bã xin lỗi. Lớn mật, Lão Thiên Tôn mấy bước đi lên trước, giơ lên cánh tay thì cho Thân Cung Huân một cái lỗ tai to quát thử. Một tát này, triệt để đem Thân Cung Huân tôn nghiêm, thân tình đều cho phiến không có. Lưu lại, chỉ là một hồng đồng đồng giấu bàn tay. Xin lỗi, Lão Thiên Tôn lại một lần nữa giận dữ hét. Thân Cung Huân không nói lời nào, chỉ là hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Lão Thiên Tôn, cái loại này phẫn hận, ủy khuất, không cam lòng, từ trong ánh mắt của nàng có thể khắc sâu cảm nhận được. Lúc này, ngược lại là Niếp Thiên Kỳ thỏa hiệp. Hắn xem sự tình càng náo càng lớn, cũng có chút run bắn cả người. Nếu là bởi vì chính mình làm hại Lão Thiên Tôn cùng Thân Cung Huân phụ thân, nữ nhi trở mặt thành thù, như vậy hai người khẳng định đều sẽ thống hận chính mình. Tuy nói chính mình đối với vẽ thượng tập đoàn có vô cùng trọng yếu tác dụng,
nhưng tuyệt đối không có người biết nguyện ý đồng thời bị Lão Thiên Tôn cùng Thân Cung Huân đều thống hận. Đó chẳng khác nào muốn chết. Vì vậy hắn tằng hắng một cái, chủ động nói rằng, tính toán một chút, trai hiền không phải cùng nữ nhân đấu, ta sẽ không theo một nữ nhân so đo. Huống hồ ta chỉ là bị một chút thương nhỏ mà thôi, Lão Thiên Tôn, ngươi cũng không cần trách móc nặng nề thân tiểu thư rồi, chuyện này đến đây kết thúc a. Bên trong phòng an tĩnh hồi lâu. Sau đó, Lão Thiên Tôn mới chậm rãi mở miệng nói, xem ở Nhiếp tiên sinh rộng lượng như vậy phân nhi trên. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, thế nhưng ngươi cho ta nhớ cho kỹ, về sau còn dám đối với Nhiếp tiên sinh có bất kỳ bất kính, ta lột da của ngươi ra. Hiện tại, ta phạt ngươi 3 ngày không cho phép ra môn, cho ta hảo hảo ở tại gia bế môn tư quá. Trở về, Thân Cung Huân cũng không nói gì. Thậm chí ngay cả trong hốc mắt nước mắt đều mạnh nhịn xuống không rớt xuống, cắn môi. Phi thường quật cường rời khỏi phòng. Tiểu Giao vội vàng đi qua cởi ra Tiểu Mân sợi dây, sau đó mang theo Tiểu Mân ly khai. Trong phòng, chỉ còn lại có Lão Thiên Tôn, Nhiếp Thiên Kỳ cùng với giúp một tay dưới, bầu không khí hơi chút có một chút như vậy xấu hổ. Nhiếp Thiên Kỳ gãi đầu một cái, nói rằng, đa tạ Lão Thiên Tôn ân cứu mạng. Lão Thiên Tôn mặt không thay đổi nói rằng, đây là ta phải làm, Nhiếp tiên sinh không cần khách khí, ta ngay lập tức sẽ tìm thầy thuốc tới vì Nhiếp tiên sinh trị liệu thương thế. Đa tạ Lão Thiên Tôn. Không cần khách khí. Nói xong, Lão Thiên Tôn xoay người rời đi, một câu lời thừa thải chưa từng nói. Nhiếp Thiên Kỳ còn lo lắng Lão Thiên Tôn biết trách cứ hắn bắt đi Tiểu Mân chuyện này, hiện tại xem ra, Tiểu Mân đối với Lão Thiên Tôn mà nói. Căn bản cũng không coi là một sự tình, tử thương không sao cả. Nhiếp Thiên Kỳ thở ra một hơi dài, ngồi xuống, lẩm bẩm, ngày hôm nay thực sự là quá hiểm, nếu không phải là Lão Thiên Tôn đúng lúc chạy tới, mạng của ta sợ là sẽ phải bị Thân Cung Huân na đàn bà thúi cho cướp đi. Bất quá! Nhiếp Thiên Kỳ khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác, càng là cay nữ nhân, ta càng là thích. Thân Cung Huân, đời này ta muốn phải không đem ngươi cho thu vào tay. Coi như sống uổng phí. Một bên khác, Giang Sách tìm được khu trưởng Tiêu Học Thần, từ đối phương trong tay lấy được một khối không bị vẽ thượng tập đoàn khống chế nơi sân, dùng để tổ chức diễn sướng hội. Nơi sân giải quyết sau đó, lên sân khấu khách quý rất nhanh cũng xác định được. Tất cả từ nhanh. Cùng ngày sân khấu liền bố trí xong, khách quý toàn bộ đều trình diện, đại gia hưởng ứng Lô Nhược Di hiệu triệu đi tới hiện trường. Ngoại trừ này lớn giả ở ngoài, càng nhiều hơn khán giả đạt tới hiện trường. Bởi vì cũng không cần mua vé vào cửa các loại, lập tức liền chào vào đại lượng khán giả. Tuyệt đại đa số, cũng là vì kỷ niệm Thôi Oánh mà đến. Thôi Oánh ở Yến Thành có cao vô cùng địa vị, cái chết của nàng, làm cho rất nhiều người bị đả kích, hôm nay tới đến nơi đây, cũng là vì kỷ niệm cái này một vị có thể dùng, vĩ đại, để hình dung siêu sao. Màn đêm buông xuống. Hiện trường khán giả tất cả ngồi xuống sau đó, Lô Nhược Di chậm rãi đi lên sân khấu, lấy người đề xuất thân phận tiến hành nói chuyện. Trên đài, dõng dạc, dưới đài, lệ nóng doanh tròng. Đêm nay trận này diễn sướng hội mục đích có 2 cái, một cái kỷ niệm Thôi Oánh. Một cái lên án vẽ thượng tập đoàn tội ác. Một đoạn giới thiệu sau đó, Lô Nhược Di bắt đầu biểu diễn ca khúc. Chàng nội chàng ngoại, tuyến thượng tuyến hạ, đoàn kết cùng nhau. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, vẽ thượng tập đoàn ở qua tối hôm nay, sẽ hoàn toàn bị đóng vào sỉ nhục trụ trên. Cũng trong lúc đó, đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ trong phòng làm việc, Tiếu Canh đã ở chú ý trận này diễn sướng hội. Hắn cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại trên mặt mang một nãi nhân tầm vị nụ cười. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, 2 người đi đến, không là người khác, chính là Tiễn Kiến Dân. Tiền Hâm cái này một đôi phụ tử. Tiếu lão, ngài tìm chúng ta. Tiễn Kiến Dân chủ động nói rằng. Tiếu Canh duỗi duỗi tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống trước, còn khiến người ta cho bọn hắn mỗi bên rót một chén trà. Đãi ngộ như thế, thật ra khiến Tiền Thị phụ tử có điểm thụ sủng nhược kinh. Tiếu lão, có cái gì yêu cầu, ngài cứ mở miệng, cha con chúng ta nhất định kiệt lực hoàn thành. Tiễn Kiến Dân vỗ bộ ngực nói rằng. Tiếu Canh mỉm cười. Hỏi, Lô Nhược Di đang ở cử hành diễn sướng hội các ngươi biết chưa? Nghe xong lời này, Tiền Thị phụ tử mặt đỏ dần, rất xấu hổ.
Nếu như bọn họ lần trước trong khi hành động có thể thuận lợi đem Lô Nhược Di cho, giải quyết rơi. Cũng sẽ không có hiện tại cái này vừa ra, lại nói tiếp, hai người bọn họ còn phải bối nồi. Tiền Hâm chủ động nói rằng, thiếu lão, chuyện này xét đến cùng hay là ta lỗi, chỉ cần thiếu lão mở miệng, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Lô Nhược Di. Những lời này rất có lợi. Tiếu Canh rất hài lòng gật đầu, hắn nói rằng, ta muốn đúng là những lời này, các ngươi trước phạm sai lầm, hiện tại, các ngươi cần vì mình phạm sai lầm tiến hành bù đắp. Hiện tại ta có một cái kế sách, có thể 100% giải quyết Lô Nhược Di, giải quyết trận này diễn sướng hội phiền phức, cần phụ tử các ngươi xuất lực hỗ trợ. Không đợi hắn nói xong, Tiền thị phụ tử đồng thời đứng lên, chắp tay nói rằng, nguyện ý cống hiến sức lực. Tốt! Tiếu Canh vỗ tay một cái, chỉ thấy hai gã vóc người khôi ngô bảo tiêu đi từ cửa vào, trong tay mỗi người đều nắm một cây thật dài to dây thừng, hướng phía Tiền thị phụ tử đi tới. Làm cái gì vậy? Tiền thị phụ tử có điểm mộng bức. Bọn họ còn muốn phản kháng, thế nhưng đột nhiên cảm giác choáng váng, đứng cũng đứng không được. Chà, có chuyện. Hiện tại phản ứng kịp hơi trễ. Tiền thị phụ tử ầm mới ngã xuống đất, sau đó hai gã bảo tiêu không tốn sức chút nào đem Tiền thị phụ tử cho trói lại. Trói gô, thành thành thật thật. Tế phẩm có, nên do ai tới hạ đao rồi. Tiếu Canh sờ sờ râu mép. Nhìn diễn sướng hội hiện trường, phát hiện ở dưới đài người ái mộ ở giữa, có một dẫn đầu nam tử, kích động vô cùng. Hắn là ai vậy? Tiếu Canh chỉ vào trong màn ảnh nam tử hỏi. Một gã thủ hạ nhìn, hồi đáp, bẩm báo Tiếu lão, người này tên là Uông Trì, là Thôi Oánh tử trung phấn, đã qua chỉ cần Thôi Oánh có việc di chuyển, hắn đều nhất định sẽ đạt được hiện trường. Thôi Oánh sau khi chết, Uông Trì đối với chúng ta vẽ thượng tập đoàn phi thường thống hận. Bình thường cầm đầu nháo sự. Một lần này diễn sướng hội, cũng là hắn tiền tiền hậu hậu bận việc, tổ chức lên rồi đại lượng người ái mộ đến hiện trường, có thể nói, hắn đối với vẽ thượng tập đoàn đó là hận thấu xương. Nghe xong, Tiếu Canh cảm giác rất hài lòng. Hiện tại đang cần một cái loại này hiểu rõ vấn đề cực đoan người ái mộ, làm cho hắn đảm đương cái này thao đao giả, lại không quá thích hợp rồi. Chính là hắn. Diễn sướng hội, hiện trường. Uông Trì làm Thôi Oánh số một người ái mộ, biểu hiện kích động vô cùng, toàn trường đều ở đây hét to, vì trên đài lên sân khấu khách quý trợ uy. Chỉ cần là đến giúp đỡ Thôi Oánh, hắn toàn bộ đều chống đỡ. Đối với Lô Nhược Di, hắn càng là tôn sùng đến rồi cực hạn. Bỗng nhiên, có hai cái mặc áo sơ mi nam tử xuất hiện ở bên người của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu, Uông Trì sau khi nghe xong nhãn thần khẽ biến. Ngay lập tức sẽ theo hai người kia ly khai hiện trường. 10 phút sau, bọn họ đi tới bên ngoài sân một khối đất trống, nơi đây đậu một chiếc diện bao xa. Na hai cái áo sơ mi nam nhìn chung quanh một chút vây không ai. Liền đem diện bao xa cửa sau mở ra, ở bên trong nằm hai cái trói gô nam tử, đang nằm như là đang ngủ. Uông Trì hỏi, hai người kia, chính là các ngươi nói vẽ thượng tập đoàn đồng lõa. Áo sơ mi nam gật đầu. Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói rằng, đúng vậy, hai người bọn họ là Tiền thị phụ tử, già gọi Tiễn Kiến Dân, tiểu nhân gọi Tiền Hâm, là vẽ thượng tập đoàn chính là tay sai. Cha con bọn họ trước liền các loại bôi đen Thôi Oánh, nhưng lại mưu toan ra hại Lô Nhược Di, nếu như không phải Giang Sách tiên sinh đúng lúc xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hai cái này vương bát đản, thật là làm cho người nhìn liền chán ghét. Hai cái áo sơ mi nam một bên cắn răng nghiến lợi nói. Một bên dậm chân, hận không thể lập tức đi quất Tiền thị phụ tử mấy bàn tay. Dừng một chút, một gã áo sơ mi nam nói rằng, vừa mới chúng ta ở ven đường chứng kiến cha con bọn họ quỷ quỷ túy túy. Đánh liền hôn mê mang đến. Uông ca, ta liền đem đây đối với cậu phụ tử cho đánh no đòn một trận, sau đó ném vào thùng rác thế nào? Đánh no đòn một trận, ném vào thùng rác. Đơn giản như vậy hãy bỏ qua bọn họ. Ha ha. Uông Trì mắt đều đỏ, cắn răng nói rằng, Thôi Oánh tiểu thư hồng nhan mất sớm, Lô Nhược Di cô nương gặp nguy hiểm độc thủ, tất cả đều là vẽ thượng tập đoàn lỗi. Hai cái này vương bát đản làm hại Thôi tiểu thư cùng Lư cô nương thảm như vậy, đánh một trận liền xong chuyện. Ta kiên quyết không đồng ý. Hai gã áo sơ mi nam liếc nhìn nhau, đồng thời nói rằng, nào Uông ca ngươi định làm gì a? Làm như thế nào, còn dùng hỏi,
Cuông Trì lạnh lùng nói rằng, đương nhiên là lấy mạng đổi mạng. Dùng hai người bọn họ cầu tạp chủng mệnh, tới cảm thấy an ủi thôi oánh tiểu thư trên trời có linh thiêng. A, à, hai cái áo sơ mi nam làm ra khoa trương kinh hách biểu tình. Cuông ca, biệt giới, cái này quá quá a. À. Sát nhân nhưng là phạm pháp, đem bọn họ giết, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Cuông ca, lãnh tĩnh. Cuông Trì lạnh rên một tiếng, yên tâm đi. Ta sẽ không liên lụy các ngươi, chuyện này ta sẽ một người làm, tất cả hậu quả từ một mình ta gánh chịu, với các ngươi hai cái không có quan hệ. Hai người các ngươi có thể đi, còn dư lại sự tình giao cho ta là được. Uông ca, ngươi thật muốn giết bọn hắn phụ tử, vậy ngươi làm nhanh chóng điểm, chớ bị người phát hiện. Ha ha, Uông Trì nở nụ cười, ta không riêng yếu nhân phát hiện. Còn muốn người của toàn thế giới nhìn hai cái này vương bát đản đi tìm chết. Được rồi, các ngươi đi thôi, miễn cho bị người khác nhìn thấy, các ngươi gặp liên lụy. Bất đắc dĩ, hai cái áo sơ mi nam lúc này mới đi ra. Khi bọn hắn xoay người lúc rời đi, Uông Trì không nhìn thấy là, hai cái áo sơ mi nam khóe miệng đều hiện lên tà ác gian trá nụ cười. Uông Trì tất cả hành vi đều bị bọn họ cho nắm giữ. Hoặc có lẽ là, tất cả mọi chuyện đều dựa theo Tiếu Canh kế hoạch đang tiến hành, không có một tia một hào lệch khỏi quỹ đạo. Uông Trì, cái này đầu óc ngu si, dễ dàng xung động cực đoan người ái mộ, sẽ vì Lô Nhược Di, vì Giang Sách, vì toàn bộ diễn sướng hội mang đến nguy cơ to lớn. 15 min qua đi, Lô Nhược Di phục vụ người chủ trì lại một lần nữa lên sân khấu nói ra nước chảy, giới thiệu vị kế tiếp lên sân khấu khách quý, sau đó rời đi sân khấu. Màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Dựa theo Lô Nhược Di giới thiệu. Vị kế tiếp ra sân sẽ là Thôi Oánh lúc còn sống bạn thân, một vị giỏi lắm đàn dương cầm diễn tấu ra. Nguyên bản thiết kế cũng là, ở màn sân khấu kéo ra sau đó, xuất hiện ở khán giả trong mắt sẽ là một máy đàn dương cầm, cùng với vị kia đẹp trai đàn dương cầm diễn tấu ra. Nào ngờ, ở màn sân khấu kéo ra sau đó, tình huống hiện trường cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Không có đàn dương cầm, cũng không có diễn tấu ra. Có khi là một gã hai mắt phiếm hồng, vẻ mặt sát khí nam tử, cùng với hai gã quỳ lại tựa như ngủ không phải ngủ nam tử. Không là người khác, chính là Uông Trì cùng với Tiễn Kiến Dân, Tiền Hâm hai cha con này. Một hồi tuồng, sắp diễn ra. Cái này tình huống gì? Lâm thời thay đổi tiết mục sao? Không riêng khán giả không rõ, ngay cả bao quát Lô Nhược Di ở bên trong hết thảy diễn viên bao quát công phu tác nhân viên dã vô cùng khó hiểu. Đây rốt cuộc vài cái ý tứ. Không phải diễn sướng hội sao? Thấy thế nào cái này tư thế, có một loại sân khấu kịch cảm giác. Bất quá, nhưng thật ra không có ai sợ. Tuyệt đại bộ phân người là nhận thức Uông Trì, làm Thôi Oánh số một điên cuồng người ái mộ. Lần này diễn sướng hội rất nhiều người đều là hướng về phía hắn tới, tại hắn hiệu triệu phía dưới chỉ có tới rồi. Uông Trì, người phải cho ta nhóm mang đến tiết mục gì sao? Có người cười hô lớn, không chút nào ý thức được nguy hiểm đã tới. Lô Nhược Di các loại công phu tác nhân viên dã không có gì đề phòng. Nàng đối với Uông Trì vẫn tương đối lý giải, biết là Thôi Oánh số một người ái mộ, đã như vậy, cũng sẽ không làm ra đối với diễn sướng hội bất lợi cử động tới. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cằm. Chỉ thấy Uông Trì ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương. Nhìn về phía khắp nơi đen nghìn nghịt thính phòng. Sơ lên microphone nói rằng, hết thảy đến đây tham gia diễn sướng hội khán giả các bằng hữu, ta Uông Trì ở chỗ này cảm tạ các ngươi, Thôi Oánh tiểu tả có trên trời có linh thiêng, nhìn thấy các ngươi có thể tới vì nàng tiễn đưa, cũng nhất định sẽ phi thường cảm kích. Có cảm tạ, đó là đương nhiên cũng liền có căm hận. Vẽ thượng tập đoàn, chính là nhất nên từng hằng. Bọn họ cướp đi Thôi Oánh tiểu tả tính mệnh, thậm chí còn ác ý bôi đen. Như vậy xí nghiệp, ta quyết không thể cùng nó từ bỏ ý đồ. Nói, Uông Trì lấy tay ở Tiền thị phụ tử trên vai phân biệt vỗ vỗ, tiếp tục nói, ở ta theo trước quỳ hai người kia, chính là vẽ thượng tập đoàn chính là tay sai. Là bọn hắn, hại chết vĩ đại Thôi Oánh tiểu tả. Cho nên, ta quyết định vào hôm nay như vậy một buổi tối, dùng hai người bọn họ cầu tặc mệnh vội tới tế điện Thôi Oánh tiểu tả ở Thiên Chi Linh. Mấy câu nói như vậy. Nghe mọi người dưới đài đều trợn tròn mắt. Hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Nghe ý của lời này,
đó là muốn đem Tiền thị phụ tử giết đi ý tứ a. Uông Trì, chớ làm loạn, đã có khán giả phát giác không thích hợp, đứng dậy ngăn cản. Công phu tác nhân viên giã phát giác không thích hợp, có bao nhiêu danh công nhân nhanh lên hướng trên đài chạy, muốn đi ngăn cản Uông Trì làm chuyện điên rồ. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Uông Trì trực tiếp liền đem hai thanh dao găm cho móc ra, nhắm ngay Tiền thị phụ tử trái tim, hai tay cùng nhau dùng sức đâm đi vào. Phốc suy, phốc suy. Hai tiếng vang. Uông Trì trực tiếp liền đem Tiền thị phụ tử đều giết chết, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, toàn bộ quá trình thậm chí trực tiếp cho phát sóng trực tiếp rồi đi ra ngoài. Cái này, phiền phức lớn rồi. Phát sóng trực tiếp sát nhân, cái này tội quá, bên ngoài ảnh hưởng ác liệt đã không phải là Uông Trì một người có thể thừa nhận rồi. A, à, dưới đài có người hét toáng lên, này lá gan hơi nhỏ một chút nữ sinh, càng là trực tiếp lấy tay đem con mắt cho bưng bít. Căn bản cũng không dám xem. Thật là đáng sợ. Huyết dịch kia đều trực tiếp tiêu xạ đi ra. Bắn tung tóe Uông Trì vẻ mặt. Đáng thương Tiền thị phụ tử, ở chóng mặt trong lúc đó, cũng còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền đi đời nhà ma, chết tại chỗ. Đây chính là bọn họ hai cái hành động thất bại đại giới. Làm quân cờ, nhưng không có kết thúc quân cờ tác dụng ứng hữu. Kết quả kia cũng chỉ có một chết. Tiền thị phụ tử bị Tiếu Canh giả nhân giả nghĩa nụ cười cho lừa gạt, còn tưởng rằng Tiếu Canh thực sự buông tha hai người bọn họ, trên thực tế, Tiếu Canh chẳng qua là ổn định bọn họ, thuận tiện phía sau động thủ mà thôi. Đáng thương hai người, trở thành người khác tế phẩm. Nhìn chết đi Tiền thị phụ tử, Uông Trì chẳng những không có sợ chút nào, ngược lại cất tiếng cười to. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hắn ngẩng đầu lên cuồng tiếu. Chết. Đều đi chết, thôi oánh tiểu tả người xem đến rồi a. Ta tự tay giết chết vẽ thượng tập đoàn chính là tay sai, ta báo thù cho ngài rồi. Kế tiếp, ta còn muốn giết chết Tiếu Canh, giết chết lão thiên tôn, làm cho cả vẽ thượng tập đoàn triệt để xong đời. Thôi oánh tiểu tả, ngài chờ đấy tin tức tốt của ta. Nhìn Uông Trì Na điên cuồng dáng vẻ, tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Diễn sướng hội là khẳng định không thể tiếp tục nữa. Khán giả bị kinh hách, nhao nhao chạy trốn, chỉ có số ít xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn người tiếp tục lưu lại quan sát. Những người khác có thể chạy liền chạy. Công phu tác nhân viên dã mau tới đài đi khống chế được Uông Trì, báo nguy, đợi cảnh sát tới đem Uông Trì cho mang đi. Ngày hôm nay trận này diễn xuất, triệt để băng bàn. Lô Nhược Di nhìn trên đài điên cuồng Uông Trì, trong khoảng thời gian ngắn cũng choáng váng. Cái này... Đến cùng đều là làm sao vậy? Giờ này khắc này, đang vẽ thượng tập đoàn phòng làm việc của bên trong, Tiếu Canh giơ ly rượu đỏ, một bên uống một bên cười. Phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Không phải bình thường kết thúc, mà là đột nhiên mạnh mẽ kết thúc. Tiếu Canh kế hoạch hoàn mỹ thực hiện. Tiền thị phụ tử cái này một đôi vô dụng quân cờ bị xử lý xong, số một cuồng nhiệt người ái mộ Uông Trì trở thành người mang tội giết người. Sát nhân quá trình bị phát sóng trực tiếp rồi đi ra ngoài, công kích vẽ thượng tập đoàn diễn sướng hội bị ép ngưng hẳn. Tiếu Canh nước cờ này, đạt tới 4 cái mục đích. Không thể bảo là không thành công. Nhất tiễn song điêu cũng đã phi thường làm người ta cao hứng, một mũi tên 4 điêu vui sướng, đó là khó có thể tưởng tượng. Tiếu Canh uống xong một ly, lại nhịn không được uống chén thứ hai. Hài lòng, đêm nay thật là vui. Có thủ hạ đi tới nói rằng, Tiếu lão, chúc mừng. Cảnh sát đã tới hiện trường, đem Uông Trì bắt được, trước mặt mọi người phát sóng trực tiếp sát nhân, hắn nhất định sẽ bị tuyên án tử hình. Cái này cho tới nay cùng chúng ta đối nghịch đáng ghét con ruồi, cái này cuối cùng là giải quyết hết. Tiếu Canh từ tốn nói, loại này con ruồi đánh chết không coi vào đâu, quan trọng nhất là, cấp cho rồi Giang Sách một kích chí mạng. Hắn muốn lợi dụng diễn sướng hội nhấc lên to lớn dư luận áp lực. Triệt để ép vỡ vẽ thượng tập đoàn, hiện tại, bị cắn trả. Thủ hạ gật đầu, nói rằng, không sai, hiện tại tất cả truyền thông đều ở đây công kích diễn sướng hội tổ chức phương. Làm người khởi xướng, Lô Nhược Di cũng bị cảnh sát khống chế lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ bị xử mấy thập niên. Lô Nhược Di nếu như bị xử vài thập niên, Na Giang Sách sẽ sâu đậm tự trách. Có thể không phải chỉ là tự trách. Giang Sách ở Lô Văn Diệu trước mặt nói qua, Lô Nhược Di gặp chuyện không may,
hắn biết dùng tính mệnh tới tiến hành bồi thường, nếu như Lô Nhược Di thực sự bị hình phạt, Na Giang Sách có thể hay không cũng thực sự chết đi. Tiếu Canh nói rằng, làm cho chúng ta truyền thông tiếp tục triển khai thế tiến công, cho ta hung hăng mắng, đem hết thảy tham dự lần này diễn sướng hội khách quý đều cho bày ra, từng cái mắng. Ha ha, để cho bọn họ đám này đồ hỗn hào đứng sai đội, dám đứng ở vẽ thượng tập đoàn đối lập mặt, vậy chuẩn bị phong giết cả đời a. Nguyên bản tụ họp lại mọi người, thực sự trở thành đám ô hợp. Tiếu Canh lại một ly rượu hạ đỗ, sướng đến phát rồ rồi. Hắn đã tại tưởng tượng Giang Sách Na chán trường thất vọng, tức giận dáng vẻ tuyệt vọng rồi, con trai hắn bút chướng này, cuối cùng là có thể báo. Trước giải quyết Lô Nhược Di, trở lại chính là Giang Sách ngươi. Chờ xem, rất nhanh, sẽ để cho ngươi chết rất triệt để. Tối nay, không trăng, cũng không ngôi sao. Quá đen. Bên trong bót cảnh sát bộ phận, một gian tư nhân bên trong phòng làm việc, hai nam nhân ngồi đối mặt nhau. Một cái Giang Sách, một người là khu trưởng Tiêu Học Thần. Bọn họ không nói câu nào, chính là ngồi không, lẫn nhau đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, bây giờ cục diện này, thật sự là quá khó khăn hiểu. Hồi lâu, Tiêu Học Thần chủ động mở miệng nói, Giang lão bản, chuyện lần này phiền toái. Lúc đầu ngươi làm ra một cái diễn sướng hội là muốn đối với vẽ thượng tập đoàn tiến hành công kích. Kết quả hiện tại ngược lại thì bị Tiếu Canh lợi dụng, giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Vấn đề này hỏi lên rất đơn giản, muốn giải quyết sẽ rất khó. Đầu tiên có thể khẳng định là, Uông Chí tất cả hành vi đều là xuất phát từ tự nguyện, cũng không có người ép buộc hắn. Uông Chí nhất định sẽ bị tuyên án tử hình. Tiếu Canh lợi dụng Liễu Uông Chí điên cuồng trả thù tâm lý, đem tiền thị phụ tử trở thành tế phẩm hiến cho Liễu Uông Chí, lợi dụng Uông Chí tay giải quyết hết tiền thị phụ tử. Kể từ đó, tội liền toàn bộ đều ở Uông Chí trong tay một người. Mà Uông Chí đại biểu, không chỉ có riêng là hắn một người, mà là toàn bộ diễn sướng hội nhân viên công tác cùng với fan đoàn thể. Hiện tại truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với diễn sướng hội tổ chức phương công kích thẩm tệ. Lô Nhược Di, trở thành bị chửi thảm nhất nam một cái. Khu trưởng Tiêu Học Thần lúc này đem Lô Nhược Di bắt, cùng lúc đúng là bởi vì Lô Nhược Di cần vì chuyện này phụ trách, ở một phương diện khác cũng là vì bảo hộ Lô Nhược Di, tránh cho nàng sẽ bị cực đoan phần tử sở công kích. Giang Sách vẫn là giữ yên lặng, ánh mắt của hắn không ngừng chớp động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiêu Học Thần tiếp tục nói, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tìm ra Uông Chí bị Tiếu Canh lợi dụng chứng cứ, sau đó đem tất cả tội đều đặt ở Uông Chí, Tiếu Canh hai người trên người. Ai, nhưng quá khó khăn, Tiếu Canh con cáo già kia, ta theo hắn đấu đã nhiều năm, thực sự quá khó khăn bắt được hắn. Nhưng nếu như không phải bắt được hắn nhược điểm, Na Lô Nhược Di làm phe làm chủ, người biết tổ chức, nàng sẽ gánh chịu trách nhiệm chủ yếu rồi, ngắn nhất cũng phải 10 năm tù có thời hạn. 10 năm. Một cái thiếu nữ hoa quý bị xử 10 năm, nàng kia cơ bản sẽ phá hủy. Lúc này, Giang Sách mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực, ta tổ chức trận này diễn sướng hội cũng là đang đánh cuộc. Đổ. Ân, ta kỳ thực cũng là đang bức bách Tiếu Canh xuất thủ. Nếu như hắn vẫn không động thủ, co đầu rút cổ lấy, chúng ta rất khó đánh tới hắn. Thế nhưng ta không nghĩ tới chính là, con này lão ô quy thủ đoạn như vậy ác độc, hoặc là không ra tay, vừa ra tay sẽ mệnh a. Có thể bị Giang Sách như vậy đánh giá, cũng đủ để nhìn ra Tiếu Canh chỗ lợi hại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, cái này đã là một lần nguy cơ, lại là một lần kỳ ngộ. Nếu như chúng ta thật có thể tìm ra là Tiếu Canh bắt cóc tiền thị phụ tử, đồng thời đem bọn họ đưa đến Liễu Uông Chỉ trên tay, chủ kia muốn trách nhiệm liền rơi vào Tiếu Canh trên người. Lô Nhược Di bọn họ, vẻn vẹn cũng chỉ cần gánh vác qua mất tội, gặp phải nghiêm phạt sẽ nhỏ rất nhiều. Ý tưởng là tốt, nhưng phải làm sao rồi? Muốn tìm ra Tiếu Canh khuyết điểm, quá khó khăn. Tiêu Học Thần lấy ra một tấm hình bày trên bàn, nói rằng, hai cái này áo sơ mi nam tử, đang diễn hát hội trong quá trình cùng Uông Chỉ nói mấy câu, mang đi Liễu Uông Chỉ. Sau đó, Uông Chỉ đang ở trên võ đài tiến hành rồi điên cuồng một màn. Hai người này, có lớn vô cùng hiểm nghi, nếu như có thể đem bọn họ tìm cho ra, nói không chừng là có thể tìm hiểu nguồn gốc, chỉ ra và xác nhận Tiếu Canh. Giang Sách nhìn thoáng qua ảnh chụp,
nhớ kỹ hai người kia mặt. Đang ở Giang Sách chuẩn bị để cho thủ hạ nhân đi tìm hai người này thời điểm, bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến, Tiêu Học Thần hô một tiếng. Môn đẩy ra, một gã cảnh viên sắc mặt khẩn trương đi đến, nói rằng, khu trưởng, vừa mới ở sông đào bảo vệ thành phát hiện hai cỗ thi thể. Vừa nói, hắn một bên đem thi thể ảnh chụp lấy ra. Giang Sách cùng Tiêu Học Thần đồng thời nhìn lại, sau khi xem xong, hai người trên mặt của tràn đầy thần sắc thất vọng. Song trái trứng. Hai người kia, chính là ăn mặc áo sơ mi, đang diễn hát hội trên cùng Uông Chỉ nói, mang đi Uông Chỉ hai người kia. Thực sự là được rồi. Không nghĩ tới Tiếu Canh thủ đoạn như vậy hung ác, như thế nào rất nhanh. Không đợi Giang Sách cùng Tiêu Học Thần phản ứng kịp, cũng đã trước giờ giết người diệt khẩu, đem hai cái này làm việc người cho xử lý xong. Cái này được rồi, không có chứng cứ. Đi ra ngoài đi. Là. Cảnh viên đi ra ngoài, thuận tiện cài cửa lại. Phòng trong. Tiêu Học Thần lúng túng nở nụ cười hai tiếng, lắc đầu, nói rằng, lão ô quy chính là lão ô quy A, thủ đoạn nhanh như vậy, thật là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ? Ngay cả đầu mối duy nhất đều gãy, cái này. Chớ không phải là muốn cho Lô Nhược Di tới cõng nồi. Giang Sách thở dài, đứng lên nói rằng, khu trưởng, xin cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ một chút đối sách. Tốt, Tiêu Học Thần nói với, bất quá Giang lão bản ngươi nên nắm chặt một chút, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Phải trong thời gian ngắn nhất cho dân chúng một hợp lý giải thích. Nếu như chậm, sợ là sẽ phải gây nên không phải chê. Minh bạch, Giang Sách đi ra khỏi phòng. Phòng trong chỉ còn lại có Tiêu Học Thần một người. Hắn sâu thở dài một hơi, lẩm bẩm, lẽ nào ngay cả Giang Sách cũng không có cách nào cùng vẽ thượng tập đoàn đối kháng sao? Cái quái vật này tập đoàn, thật muốn để cho bọn họ vẫn cản rỡ xuống phía dưới. Không ngừng thở dài, thất vọng tuyệt vọng. Giang Sách trở về thực tiệm thuốc trên đường, không hề ngoài ý muốn nhận được đến từ Lô Văn Diệu điện thoại. Hưng sư vấn tội điện thoại. Giang Sách, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải luôn mồm biết bảo vệ tốt tôn nữ của ta sao? Hiện tại làm sao đem người bảo vệ vào cục, khắp thế giới người đang mắng nàng. Nhược Di danh tiếng triệt để bị hủy, bị hủy. Đối với Lô Văn Diệu chỉ trích, Giang Sách không tốt nói thêm cái gì, vẫn an tĩnh nghe. Thẳng đến đối phương mắng mệt mỏi, Giang Sách mới mở miệng nói rằng, Lư tiên sinh, ta nhất định sẽ tận mình có khả năng, trợ giúp Nhược Di từ trong khốn cảnh đi tới. Hay là ta trước nói như vậy, nếu như làm không được, ta sẽ dùng tính mệnh đền. Nhớ kỹ lời ngươi nói lời nói. Lạch cạch một tiếng, Lô Văn Diệu cúp điện thoại. Hô! Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong lòng cũng rất là phiền táo. Đã thật lâu không có loại này cảm giác, loại này bị buộc lên tuyệt lộ cảm giác, không thể không nói, Tiếu Canh chiêu thức ấy đùa thực sự là tuyệt. Người, đúng là Uông Trì giết. Uông Trì cũng xác xác thật thật là Thôi Oánh số một người ái mộ, nhưng lại cùng phe làm chủ có rất thâm nhập hợp tác. Hai điểm này là tọa thật. Lợi dụng hai điểm này, truyền thông có thể thỏa thích phát huy, đem Lô Nhược Di cho triệt để bôi đen. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội đem vẽ thượng tập đoàn hình tượng cho hơi chút đánh vừa nhất. Cải thiện một cái trước mọi người đối với vẽ thượng tập đoàn ảnh hưởng tồi tệ. Sự tình hướng phía bết bát nhất phương hướng phát triển. Đây là Giang Sách đến Yến Thành tới nay, gặp phải khó giải thích nhất sự kiện, xử lý không tốt, sợ là mình cũng biết hãm tại chỗ này mặt. Đôi ngư vừa lái xe, một bên sau khi thông qua nhìn kỹ kính nhìn Giang Sách, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Giang Sách như vậy phiền muộn. Có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Kế trước mắt, chính là muốn tìm ra tất cả tội ác đều là Tiếu Canh ở phía sau màn điều khiển căn cứ chính xác theo. Vấn đề là... Như vậy chứng cứ làm sao có thể tìm được? Tiếu Canh, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy, lại không biết cho ngươi thời gian chậm rãi tìm, thực sự chờ ngươi tìm được chứng cứ. Lô Nhược Di sớm đã bị hình phạt, đi vào ngồi chồm hổm đại lao. Đôi ngư chưa nói bất luận cái gì một câu nói, lái xe mang theo Giang Sách về tới thực tiệm thuốc. Hắn biết, đêm nay Giang Sách chắc chắn sẽ không giấc ngủ, cho dù cục diện khó khăn đi nữa. Giang Sách cũng muốn hết tất cả biện pháp tới cứu vớt Lô Nhược Di. Đang lúc bọn hắn trở lại thực tiệm thuốc sau đó, đang chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên từ trong góc truyền tới một giọng của nữ nhân.
Lão bản, gọi món ăn. Ân, này cũng nhanh 1 giờ sáng rồi, làm sao còn có người ngồi ở chỗ này gọi món ăn? Đây cũng không phải là giờ ăn cơm à. Hơn nữa, thực tiệm thuốc đã sớm cuối cùng không tiếp tục kinh doanh rồi, cũng có bảo an nhìn, nữ nhân này vào bằng cách nào? Giang Sách nhìn thoáng qua bảo an. Bảo an rất khó khăn nói rằng, lão bản, nữ nhân này chúng ta đắc tội không nổi, chính ngài đi xem một chút đi. Không đắc tội nổi nữ nhân. Giang Sách cất bước đi tới, phát hiện là một người mặc áo gió, đeo kính mát, thậm chí còn bộ tóc giả nữ nhân, như vậy ngụy trang, rất sợ người khác nhận ra nàng tới. Xin hỏi ngài là, Giang Sách hỏi. Giang lão bản, quý nhân hay quên sự tình a, chúng ta ngày hôm trước mới vừa đã gặp mặt. Còn lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Ân. Giang Sách đầu óc nhanh chóng chuyển động, lưu lại phương thức liên lạc nữ nhân cũng chỉ có một, là. Ngài là Thân Cung Huân tiểu thư. Không thể không nói, Thân Cung Huân ngụy trang quá thành công, mặc dù là đứng ở trước mặt, Giang Sách cũng rất khó nhận ra thân phận của đối phương, ở từng lần một tỉ mỉ sau khi xác nhận mới dám khẳng định. Thời gian này điểm, vẽ thượng tập đoàn phó đồng Thân Cung Huân ngụy trang sau đó chạy tới thấy Giang Sách, cái gì ý đồ? Thân Cung Huân nói rằng, gọi Lâm Đạt là được rồi. Ngay cả tên đều cần ngụy trang. Giang Sách gật đầu. Vậy không biết Lâm Đạt tiểu thư đã trễ thế này tới tìm ta có chuyện gì? Thân Cung Huân nhún vai, tìm đến Giang lão bản đương nhiên là đói bụng, muốn ăn cơm. Giang Sách cười nhạt, chờ. Trong phiến khắc, Giang Sách cho bưng tới một chén cơm xào trứng bày trên bàn, không có gì nguyên liệu nấu ăn, miễn cưỡng ăn một điểm. Thân Cung Huân cầm muỗng lên ăn, chỉ một ngụm, liền không dừng được. Ân, đều nói Giang lão bản tài nấu nướng của độc nhất vô nhị. Ngày hôm nay xem như là kiến thức. Thật là ăn quá ngon. Giang lão bản ngài chớ đứng a, ngồi xuống. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Sách sờ không chúng đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ phải dựa theo đối phương nói ngồi xuống. Vẽ thượng tập đoàn thị tử đối đầu không giả, thế nhưng, Giang Sách làm mất đi Thân Cung Huân trên người không có cảm thụ được chút nào địch ý, càng sâu tới. Còn có một chút hảo cảm. Ăn khoảng khắc. Thân Cung Huân lúc này mới ngẩng đầu nói rằng, ta nghe nói, diễn sướng hội đã xảy ra chuyện. Cái này còn dùng nghe nói. Hắc thủ sau màn chính là vẽ thượng tập đoàn Tiếu Canh, làm phó đồng Thân Cung Huân làm sao có thể không biết chút nào. Giang Sách nói rằng, đúng vậy, ra một điểm nhỏ phiền phức. Ha ha, sợ không phải phiền toái nhỏ a. Thân Cung Huân nói rằng, phát sóng trực tiếp sát nhân, phiền phức lớn rồi đi. Uông chỉ bị phán tử hình là ván đã đóng thuyền, Lô Nhược Di sợ là cũng phải lao để tọa xuyên. Giang Sách thần sắc cứng lại, hỏi Thân tiểu thư chính là đặc biệt đến xem chuyện Tiếu Lâm. Thân Cung Huân dừng lại, chăm chú nhìn Giang Sách, thu hồi nụ cười, dùng thanh âm yếu ớt hồi đáp no, ta là tới giúp ngươi đi ra vũng bùn. Thân Cung Huân bang Giang Sách đi ra vũng bùn. Dựa vào cái gì? Phải biết rằng, coi là lúc này đây. Thân Cung Huân cùng Giang Sách cũng mới thấy không đến 3 lần mặt, có thể nói hoàn toàn chính là, người xa lạ. Hơn nữa, Thân Cung Huân là vẽ còn tập đoàn phó đồng. Vẽ còn tập đoàn cùng Giang Sách giữa cừu hận sâu đậm sẽ không cần nhiều giới thiệu, ai sẽ tin tưởng bọn họ phó đồng sẽ chủ động đến giúp đỡ Giang Sách đâu. Thấy thế nào, này cũng như là Tiếu Canh thêm một bước hành động. Nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm đem Thân Cung Huân cho đánh đuổi. Một câu nói cũng sẽ không nói nhiều. Nhưng Giang Sách cũng không có. Hắn rất nghiêm túc nhìn Thân Cung Huân, sau đó hỏi nói 2 chữ, lý do. Giang Sách phải biết rằng Thân Cung Huân trợ giúp lý do của mình là cái gì. Thân Cung Huân lại ăn phần cơm, vừa ăn vừa nói, điều này rất trọng yếu sao. Ta chính là muốn giúp ngươi, những thứ khác ngươi cũng không cần biết, ngược lại kết cục sau cùng là đúng chào ngươi không được sao. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, nhưng là, ta không tin mặc cho ngươi a. Thân Cung Huân sửng sốt một chút, chẳng những không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, ta thích ngươi thẳng thắn thành khẩn, thế nhưng tín nhiệm loại chuyện như vậy rất trọng yếu sao? Chỉ cần ta trợ giúp ngươi là được rồi, ngươi quản ta có lý do gì đâu. Giang Sách thở dài, nói rằng, thân phó đồng, ngươi biết ta theo vẽ còn tập đoàn giữa cừu hận sâu đậm sao? Nếu như ta nhớ không lầm. Ca ca của ngươi là bị ta hại chết, đệ đệ của ngươi là bị ta tự tay đưa vào ngục giam,
Tiếu Canh con trai cũng chết ở trên tay ta, công ty của các ngươi danh dự bị hao tổn, cũng toàn bộ đều là bởi vì ta ở, giở trò quỷ. Cho nên, trừ phi đầu óc ngươi cháy hỏng, bằng không thực sự để cho ta không thể nào tiếp thu được ngươi biết trợ giúp ta đây chuyện này thật. Nếu như ngươi không thể để cho ta tín nhiệm lời của ngươi, ta tình nguyện rơi vào vũng bùn, cũng không cần ngươi cấp cho trợ giúp. Xách xách xách, Thân Cung Huân lắc đầu, nói rằng, ngươi thật đúng là một cái ngoan cố thêm bảo thủ tên, được rồi, ta đây liền cùng ngươi nói một cái cố sự, một cô bé cố sự. Từ trước có một tiểu cô nương, nhà nàng rất nghèo, mụ mụ của nàng từ nhỏ đã từ bỏ cả nhà bọn họ, cùng kẻ có tiền chạy. Ba ba nàng mỗi ngày đều sống ở thống khổ cùng tự ti trong. Mặc dù điều kiện vật chất rất kém cỏi, thế nhưng, khi đó ba ba rất yêu nữ nhi, cùng với mặt khác hai đứa con trai, một nhà bốn chiếc nghèo hài lòng lấy. Ở một cái tân niên ban đêm, ba ba đối với bọn họ phát thệ, nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định phải để cho bọn họ qua hạnh phúc vui sướng thời gian, muốn cho bọn họ sống rất thoải mái, qua rất giàu dụ. Từ đó về sau, ba ba liền bình thường đi sớm về trễ, đồng thời trên người còn luôn là bị thương. Có đôi khi, càng là bị thương nặng đến nhận việc điểm bỏ mạng. Bọn nhỏ cũng không biết ba ba đang làm cái gì công tác. Chỉ biết là từ đó về sau, ba ba kiếm được càng lai việt nhiều, cuộc sống của bọn hắn càng lai việt tốt. Ba ba mua biệt thự lớn, mua xe sang trọng, cho bọn hắn mời tốt nhất bảo mẫu. Về sau nữa, ba ba không hề bị tổn thương, đồng thời xúc lên tròm dâu, mặc vào trường sam, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới nhà tặng lễ. Tiền càng lai việt nhiều. Hai cái huynh đệ hoàn toàn đắm chìm trong kim tiền trong vui vẻ. Bọn họ cầm ba tiền khắp nơi tiêu xài, thậm chí sẽ còn hợp mưu đối phó tiểu cô nương, đem nàng na một phân tiền cướp đi. Từ từ, tiểu cô nương trở nên rất mẫn cảm, rất cẩn thận. Nàng cẩn thận ứng phó hai cái huynh đệ, lại đang mong đợi ba ba có thể về đến nhà bảo hộ nàng, quan tâm nàng, tựa như trước đây rất nghèo khi đó giống nhau. Khi đó nghèo, thế nhưng qua hài lòng. Từ từ, tiểu cô nương cùng hai huynh đệ đều đã lớn rồi, ba ba cũng biến thành càng lai việt lão. Huynh đệ cùng bé gái cửu hận càng lai việt sâu, mà ba ba lại đối với lần này không thèm để ý chút nào, hắn một lòng chỉ muốn có được một vật quyền lực. Rốt cục, ba ba chiếm được hắn mong muốn quyền lực. Hắn thay thế được Tiền Nhậm, trở thành Yến Thành thổ hoàng đế, thành lập được to lớn uy tín, không người nào dám phản kháng hắn. Hai huynh đệ cũng biến thành rũ phát vô pháp vô thiên. Chỉ có tiểu cô nương, mỗi ngày sống ở trong thống khổ, nàng không phải là không thích giàu có sinh hoạt, chỉ là không muốn lấy hy sinh người nhà cảm tình làm giá đem đổi lấy tiền tài. Hầu hết thời gian, tiểu cô nương đều muốn nói cho ba ba. Nàng không muốn tiếp tục qua cuộc sống như thế, nàng muốn vứt bỏ tất cả, cùng ba ba trở lại lúc ban đầu cái kia cái phòng dột tử, đi qua nghèo khổ thời gian. Dù cho mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm rau dưa, chí ít sống rất vui vẻ. Đây chính là tiểu cô nương nội tâm ý tưởng chân thật. Nhưng nàng không dám nói. Nàng biết, ba ba đã triệt để mê thất ở quyền lực trong trò chơi. Mỗi ngày trong đầu nghĩ chính là như thế nào đánh địch nhân của hắn, người nhà giữa cảm tình đã bị triệt để vứt bỏ. Hai huynh đệ, vừa chết vừa vào ngục, tiểu cô nương không có bao nhiêu thương tâm. Ba ba cũng chỉ là phẫn nộ. Nhưng không có thương tâm. Hai huynh đệ chết, không ai vì bọn họ thương tâm. Người nhà, hai chữ này hầu như đã không tồn tại. Về sau nữa, ba ba vì lấy lòng một cái trọng yếu, khách nhân, cư nhiên trước mặt mọi người đánh tiểu cô nương một cái tát, thậm chí nhỏ hơn nữ hải cho cái tên xấu xa kia xin lỗi. Bé gái tâm bị tổn thương thấu. Nàng quyết định không hề ủy khuất, không hề chú ý, nàng muốn phản kháng đây hết thảy. Cùng vận mệnh phản kháng. Nàng muốn đem ba ba tòng quyền lực trong trò chơi đẩy ra ngoài, làm cho ba ba giải trừ cái này, trò chơi nghiện, vì thế, nàng không tiếc tự tay phá hủy ba ba tạo dựng lên đế quốc. Cho dù là cùng ba địch nhân hợp tác cũng ở đây không tiếc. Thân Cung Huân nhìn Giang Sách, nói rằng, hiện tại, tiểu cô nương này an vị ở trước mặt của ngươi, ngươi có thể tin tưởng nàng sao? Giang Sách thở ra một hơi dài. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, lại có ai có thể nghĩ đến Lão Thiên Tôn, Thân Cung Huân cư nhiên sẽ có như vậy một phen đã qua. Cái kia quả quyết sát phạt Lão Thiên Tôn,
không nghĩ tới từ trước cũng trải qua bị thê tử ruồng bỏ thời gian, cũng trải qua nghèo khổ sinh hoạt. Thời điểm đó lão thiên tôn, nhất định phải thường muốn trở nên nổi bật. Muốn chứng minh cho thê tử xem, mình là biết bao có tiền đồ, muốn cho hài tử mang đến hạnh phúc sinh hoạt. Lão thiên tôn vì đạt tới cái này một mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào. Là, hắn quả thực không tiếc bất cứ giá nào, hơn nữa hắn cũng quả thực làm xong rồi, hắn trở thành Yến Thành Thổ Hoàng đế, trở thành người trên người. Hắn thu được đại lượng tiền tài. Thế nhưng, hắn lại quên mất ban đầu tâm, vì thế bỏ ra tình cảm đại giới. Lão thiên tôn đã không nhớ rõ ban đầu là vì sao muốn thu được tiền tài, thu được địa vị rồi, hắn hôm nay, hoàn toàn mê thất ở quyền lực trong trò chơi. Mờ mịt không tự biết. Thật đáng buồn, thương cảm, đáng tiếc. Giang Sách rất nghiêm túc nhìn Thân Cung Huân, thấy nàng trong mắt lấp lánh nước mắt. Người nữ nhân này nói có thể tin tưởng sao? Rất có thể nàng là đang nói dối, cố ý tranh thủ Giang Sách đồng tình, trên thực tế là ở tiến thêm một bước chấp hành Tiếu Canh kế hoạch, đem Giang Sách tiếp tục hướng hố lửa đẩy. Nhưng là có thể nàng là đang nói thật. Tiểu cô nương thực sự muốn cùng ba ba trở lại trước đây thuần túy cuộc sống vui vẻ. Nên tin tưởng nàng sao? Vào giờ khắc này, Giang Sách không có tuyển trạch lý tính suy nghĩ, mà là tuyển trạch tin, chân thiện mỹ. Cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng phải đi lý tính suy tính. Người, luôn luôn cảm tính một mặt. Nếu như lúc này đây Giang Sách tài liệu, như vậy, hắn nhận tài. Ta tin tưởng ngươi, Giang Sách cuối cùng nói ra bốn chữ này. Thân Cung Huân nín khóc mỉm cười. Còn cố ý hỏi ngược lại, nữ nhân cũng đều là sẽ nói dối, người xác định ta nói đều là nói thật sao? Một phần vạn ta lừa ngươi làm sao bây giờ? Giang Sách cười nhạt một tiếng, là gạt ta nhận thức, bởi vì ngươi cố sự rất để cho ta cảm động. Một câu, cảm động, làm cho Thân Cung Huân nội tâm cảm thấy nóng một chút. Nàng cầm chén trong một miếng cuối cùng cơm cũng ăn tươi, lau miệng. Nói rằng, dĩ nhiên, ta là hợp tác với ngươi. Cũng không phải là đơn thuần giúp ngươi. Lúc này đây ta giúp ngươi, tiếp theo, ngươi được giúp ta. Đương nhiên, Giang Sách khẳng định hồi đáp. Thân Cung Huân còn nói thêm, tuy là mục đích của chúng ta bất đồng, thế nhưng cách đều là giống nhau, mong ước chúng ta hợp tác khoái trá. Nàng muốn làm cho Lão Thiên Tôn, thanh tỉnh, qua đây, mà Giang Sách muốn thu được phệ tâm tản chân chính giải dược. Hai người mục đích mặc dù không cùng, nhưng cách đều là giống nhau. Đó chính là phá hủy vẽ thượng tập đoàn. Đem điều này ở Yến Thành tác huy tác phúc bá đạo tập đoàn cho triệt để đánh. Muốn đánh vẽ thượng tập đoàn cũng không phải là đơn giản như vậy. Thân Cung Huân vươn hai ngón tay, nói rằng, muốn triệt để phá hủy vẽ thượng tập đoàn, cần giải quyết hết hai người. Người nào? Đệ nhất, Lão Thiên Tôn trợ thủ đắc lực, Tiếu Canh, đệ nhị, Thánh Thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Diệt trừ Tiếu Canh là có thể hiểu. Thế nhưng tại sao muốn giải quyết hết Niếp Thiên Kỳ đâu? Giang Sách hỏi, người có phải hay không cùng Niếp Thiên Kỳ có mâu thuẫn riêng a? Bởi vì vừa mới ở nhắc tới cái tên này thời điểm, Thân Cung Huân bên trong đôi mắt đều phải phun ra lửa. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Niếp Thiên Kỳ trợ giúp, Thân Cung Huân cũng sẽ không đi tới bây giờ bước này. Nàng nói rằng, người không có đoán sai. Ta theo Niếp Thiên Kỳ quả thật có rất sâu mâu thuẫn riêng. Ta ước gì lập tức giết chết hắn. Nhưng nếu như ngươi biết Niếp Thiên Kỳ làm những chuyện như vậy, tin tưởng ngươi cũng sẽ đối với hắn hận thấu xương. A hát, nguyện ý lắng nghe. Thân Cung Huân cười lạnh một tiếng, đầu tiên là đem Niếp Thiên Kỳ, Tửu Trì Thịt Lâm, sự tình nói một lần, không biết có bao nhiêu cô gái tốt bị tên hỗn đản này cho làm bẩn. Cái này còn cũng không phải là mấu chốt nhất. Nàng lời tiếp theo mới để cho Giang Sách triệt để thất sắc. Chỉ nghe Thân Cung Huân thanh âm yếu ớt nói, vẽ thượng tập đoàn mặc dù có thể thu được giờ này ngày này địa vị, ngoại trừ Lão Thiên Tôn tài trí hơn người ở ngoài, là tối trọng yếu chính là Niếp Thiên Kỳ tồn tại. Phệ tâm tán, cùng với kỳ giải thuốc, chính là Niếp Thiên Kỳ chế tạo. Cái gì? Giang Sách trong hai mắt lập tức hiện lên một vệt kim quang, nói cách khác, Giang Sách nữ nhi bị trúng độc, toàn bộ đều là bái Niếp Thiên Kỳ ban tặng. Yến Thành. Giang Nam Khu sẽ bị phệ tâm phân phát cho khống chế, tất cả đều là Niếp Thiên Kỳ chế tạo ra phệ tâm tán loại vật này. Vậy thì đúng rồi. Trước Giang Sách đã ở suy đoán, hắn từ Trần Lão Na mang về hoa,
nhân tố cùng phệ tâm tán, giải dược là nhất trí, Khả Trần lão lại không giống như là biết làm thương thiên hại lý chuyện người. Duy nhất có thể hung thủ chính là Niếp Thiên Kỳ. Bây giờ trải qua Thân Cung Huân xác nhận, vậy khẳng định không thể nghi ngờ, Niếp Thiên Kỳ chính là chế tạo phệ tâm tán cùng giải dược nhân, có thể đậy nắp định luận. Giang Sách hỏi tới, ta không hiểu là, Lão Thiên Tôn ngay từ đầu cũng biết Niếp Thiên Kỳ có cái chủng này năng lực, sau đó từ Trần Lão bên người đem hắn đảo đi sao? Đây cũng không phải, Thân Cung Huân nói rằng, là có một năm Lão Thiên Tôn được bệnh rất nghiêm trọng, không có người có thể chữa cho tốt, Trần Lão lại không chịu hỗ trợ. Bất đắc dĩ, Lão Thiên Tôn liền bỏ ra nhiều tiền đem Niếp Thiên Kỳ cho đào đi, cho mình chữa bệnh. Sau lại trị hết bệnh rồi, Lão Thiên Tôn liền đem Niếp Thiên Kỳ lưu tại bên người, về sau nữa không lâu sau, Niếp Thiên Kỳ liền chế ra phệ tâm tán loại đáng sợ này đồ đạc, từ đó về sau Lão Thiên Tôn mới có thể xuôi gió xuôi nước, chinh phục toàn bộ Yến Thành. Giang Sách khẽ nhíu mày, làm sao nghe luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Hỏi hắn, Lão Thiên Tôn là lúc nào bị bệnh? Ngạch, cái này, Thân Cung Huân nói rằng, thật vẫn không lớn nhớ, chỉ nhớ mang máng là ở uống xong Long Chi Thủy sau đột nhiên sinh bệnh. Long Chi Thủy, một cái tạm thời bị Giang Sách quên tên. Ai có thể uống Long Chi Thủy, người đó liền đạt được Long Mạch Tán Thành, về sau có thể thống nhất Yến Thành. Thế nhưng, cũng chỉ là bị đạt được Tán Thành, người có thể không thể thực sự làm được thống nhất, còn phải nhìn ngươi bản lãnh của mình. Mà hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, Lão Thiên Tôn ngã bệnh. Lại đúng lúc như vậy, đào tới Niếp Thiên Kỳ, đào đến từ không lâu sau liền chế tạo ra phệ tâm tán. Đây hết thảy cũng không miễn quá mức trùng hợp, đều khiến người cảm giác có một chút bất đại đối kính. Giang Sách hỏi, biết Lão Thiên Tôn là bị bệnh gì sao? Thân Cung Huân lắc đầu, không biết, hết thảy bác sĩ đều trị không hết. Tất cả mọi người không chữa khỏi bệnh. Niếp Thiên Kỳ chữa lành. Niếp Thiên Kỳ y thuật thực sự cao siêu đến loại trình độ đó rồi không? Có lẽ vậy, dù sao cũng là có thể chế tạo phệ tâm tản nam nhân. Phương diện này còn có đại lượng câu đố không có giải quyết. Giang Sách còn cần tiếp tục suy nghĩ, bất quá những thứ này đều là nói sau. Niếp Thiên Kỳ, Long Chi Thủy, những đầu mối này tạm thời đè xuống, tạm gác lại sau này chậm rãi điều tra. Hiện nay là tối trọng yếu chính là đem vấn đề trước mắt giải quyết, phải như thế nào đem Lô Nhược Di từ vũng bùn trong kéo ra ngoài. Giang Sách nói rằng, nói như vậy, Niếp Thiên Kỳ quả thật có không thể không giết lý do, nhưng ta có một câu nói ở phía trước, ta cần tìm ra phệ tâm tản chân chính giải dược. Hơn nữa Niếp Thiên Kỳ coi như hay là ta sư huynh, ta phải ở thu được giải dược sau đó, đem hắn giao cho Trần Lão xử trí. Những người khác, không được đối với hắn vận dụng tử hình. Thân Cung Huân gật đầu, ok, điểm này ta có thể bằng lòng. Chỉ cần có thể giết chết Niếp Thiên Kỳ, là ai tới ra tay ta không ngại. Giang Sách tiếp tục nói, Niếp Thiên Kỳ sự tình lui về phía sau thả vừa để xuống, phải đối phó hắn còn có một đoạn thời gian, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết. Như thế nào đem ta, đem Lô Nhược Di từ nơi này vũng bùn trong lôi ra ngoài rồi không? Có thể, đây cũng là ta hiện muộn mục đích. Nói. Thân Cung Huân từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ u mâm, nói rằng, đây là vẽ thượng tập đoàn quản chế, bên trong có vật ngươi cần. Đồ vật trong này đủ để cho ngươi, làm cho Lô Nhược Di rửa sạch can hệ, bất quá, có thể hay không đem Tiếu Canh lôi xuống nước thì nhìn bản lãnh của ngươi. Ta cảm thấy được, khó. Tiếu Canh lão già chết tiệt kia, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Giang Sách thu hồi u mâm, tò mò hỏi, theo lý thuyết. Tiếu Canh cùng Lão Thiên Tôn nhưng là sinh tử chi giao, người tại sao dường như ước gì hắn chết dáng vẻ. Ha ha, Thân Cung Huân khinh thường nói, nếu như không phải Tiếu Canh lão già kia, Lão Thiên Tôn sao đi tới ngày hôm nay bước này. Từ vừa mới bắt đầu đi ra ngoài liều mạng, càng về sau làm trưởng lão, rồi đến các loại sống mái với nhau, lấy Long Chi Thủy, toàn bộ đều là Tiếu Canh rượt dây. Vậy cũng là có thể nói, Lão Thiên Tôn có như bây giờ thành tựu. Đắc tướng một nửa công lao ghi tạc Tiếu Canh trên người. Chỉ bất quá ở Thân Cung Huân trong mắt, những thứ này cũng không phải là công lao gì, mà là chủng hậu quả xấu. Thân Cung Huân còn nói thêm, lão già chết tiệt kia có thể không phải quang cáo già, còn vô cùng tàn nhẫn. Cái gì dơ bẩn xấu xa thủ đoạn đều dùng đi ra, hắn đã làm chuyện xấu, so với Niếp Thiên Kỳ phải nhiều thập bội,
ta đối với hắn thống hận, không thể so Niếp Thiên Kỳ ít hơn bao nhiêu. Nàng không biết có bao nhiêu hảo tỉ muội bị Tiếu Canh cầm đi làm lễ vật đưa cho người khác. Mấy năm nay, Thân Cung Huân ngoại trừ Lão Thiên Tôn cùng với mấy người bên cạnh ở ngoài, đối với Vẽ Thượng Tập Đoàn nhân cơ hồ không có bất luận cái gì hảo cảm. Đây cũng là nàng vì sao cho tới nay đều len lén đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài nguyên nhân trọng yếu. Được rồi, ngày hôm nay liền nói tới nơi đây. Người cái này một chén cơm xào trứng, bao nhiêu tiền? Giang Sách mỉm cười, mời người ăn, không cần đài thọ. Không được, ta người này không thích thiếu người sổ sách. Nói xong, Thân Cung Huân chụp được một tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn, không cần thối lại. Nàng đứng dậy đi liền, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Giang Sách cầm lấy tấm kia 100 nguyên tiền giá trị lớn, cười nhạt, lẩm bẩm, thật là một có ý nữ nhân. Hắn bả sao phiếu nhét vào túi, sau đó cất bước đi lên lầu. Đóng cửa lại, Giang Sách xuất ra máy vi tính sách tay, đem Thân Cung Huân giao cho U Mâm lấy ra, cắm ở máy vi tính lỗ cắm chỗ, đem U trong mâm video cho mở ra xem. Tổng cộng tam đoạn quản chế video, mỗi một đoạn đều chỉ có không đầy 3 phút. Tổng cộng cộng lại cũng liền 8 min tả hữu. Ngắn như vậy nội dung lại hết sức chấn động, Giang Sách đang nhìn xong sau, khóe miệng hiện lên nụ cười chiến thắng. Có những thứ này quản chế, Lô Nhược Di nhất định là có thể cứu ra. Bất quá, muốn dựa vào, chúng nó, tới lật đổ Tiếu Canh còn không lớn hiện thực. Cơm từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Cứu người trước a. Giang Sách đem U Mâm thu vào, mở rộng cửa xuống lầu. Một bên đi ra ngoài vừa nói, Đôi Ngư, lái xe đi bót cảnh sát, thông chi Tiêu khu trưởng gặp mặt. Tuân mệnh. Đôi Ngư lập tức cùng Tiêu Học Thần liên hệ, ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Sau 20 phút, Giang Sách cùng Tiêu Học Thần lại một lần nữa gặp mặt, hay là đang bót cảnh sát na nho nhỏ bên trong gian phòng, chỉ bất quá cùng lần trước so sánh với, Giang Sách trên mặt của nhiều một chút ung dung cùng nụ cười. Tiêu Học Thần là cái rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người nhân. Hắn nói rằng, Giang lão bản, người lúc này mới vừa ly khai không bao lâu liền lại đã trở về. Hơn nữa còn là một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, chắc là tìm ra đối phó Vẽ Thượng Tập Đoàn, giải quyết Tiếu Canh, đem Lô Nhược Di cùng với diễn sướng hội toàn thể nhân viên công tác giặt trắng phương pháp đi. Giang Sách cũng không giấu giếm, trực tiếp đem U Mâm cho bày ở trên bàn. Đây là một cái bằng hữu cho ta. Bên trong có tam đoạn video, cái này tam đoạn video có thể tắm sạch Lô Nhược Di hiểm nghi, cũng có thể làm cho toàn thể nhân viên công tác miễn cho nghiêm phạt. Đồng thời, cũng có thể đối với Vẽ Thượng Tập Đoàn tạo thành đả kích khổng lồ. Chỉ bất quá, muốn dựa vào cái này tam đoạn video bắt Tiếu Canh, thực tế không lớn. Tiêu Học Thần nhìn trên bàn U Mâm, nho nhỏ một cái U Mâm, ngắn ngủi tam đoạn video, có thể có uy lực lớn như vậy. Tốt, để ta xem một chút nội dung bên trong là cái gì. Hắn đồng dạng đem U Mâm cắm vào máy vi tính, sau đó mở ra bên trong tam đoạn video. Từng cái kiểm tra. Nhìn hết toàn bộ sau đó, Tiêu Học Thần trên mặt của cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái này, video này nội dung cũng quá kính bạo. Giang lão bản, dạng gì bằng hữu, có bản lãnh lớn như vậy, đem Vẽ Thượng Tập Đoàn cơ mật như vậy quản chế video cho ngươi. Giang Sách thần bí nói rằng, Phật nói, không thể nói. Tiêu Học Thần nở nụ cười, còn có không thể nói sự tình. Có thể làm được loại này video, đó nhất định là từ Vẽ Thượng Tập Đoàn nội bộ làm được, cái này nói rõ Vẽ Thượng Tập Đoàn nội bộ xuất hiện nội gián. Đồng thời, ở mới vừa rời đi thời điểm, Giang Sách còn có vẻ có điểm phiền muộn. Điều này nói rõ ngay từ đầu Giang Sách cũng không biết tên này nội gián tồn tại, nói cách khác, đó cũng không phải Giang Sách trước đó an bài tốt cơ sở ngầm. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, có người nguyện ý chủ động trong đó quỷ tới giải cứu Giang Sách đám người, hơn nữa người này phân lượng cũng không thấp, có thể được loại này video, na cũng phải là chủ quản ở trên cấp bậc. Tiêu Học Thần chăm chú nhìn Giang Sách, trong lòng kỳ thực cũng rất nghi hoặc, đến cùng sẽ là người nào người hảo tâm trợ giúp Giang Sách. Đoán, na một chốc là không đoán ra được. Giang Sách cũng không chịu nói, vậy đã nói rõ thân phận của người này rất mẫn cảm, Giang Sách đã ở cố ý bảo hộ đối phương. Miễn cho thân phận đối phương tiết lộ, đưa tới tai họa.
có thể có người như vậy trợ giúp Giang Sách, đối với Tiêu Học Thần mà nói cũng là nhất kiện chuyện may mắn. Hắn mỉm cười nói, Giang lão bản, ngài thật đúng là người đắc đạo giúp đỡ nhiều a. Loại tình huống này ta đều cho rằng chắc chắn phải chết, khẳng định vô giải rồi. Kết quả đã có quý nhân trợ giúp ngươi, mang cho ngươi tới đây tam đoạn video, lập tức xoay chiến cuộc. Giang Sách hồi đáp, thời gian không nhiều lắm, Tiêu khu trưởng nhanh lên một chút động thủ xử lý a, công khai cái này tam đoạn video, đem Lô Nhược Di tội rửa sạch. Đương nhiên, Tiêu Học Thần ngay lập tức sẽ đưa tới bót cảnh sát tương quan người phụ trách, bắt đầu nghiên cứu làm sao công khai video tương đối thích hợp, ở công khai trước, lại muốn làm sao bắt người, toàn bộ đều trước đó nghĩ kỹ. Cũng trong lúc đó, đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ. Tiếu canh phòng làm việc của bên trong rất náo nhiệt. Du dương trong tiếng nhạc, Tiếu canh khập khễnh đang nhảy lấy điệu cha cha, chớ nhìn hắn bản thủ bản cước, nhìn qua tương đương khôi hài nực cười, nhưng vẫn thật có phong cách của mình. Mọi người làm thành một vòng đánh nhịp. Một chi múa điều hết, mọi người cùng nhau vỗ tay, thổi phồng Tiếu canh vũ đạo nhảy có bao nhiêu tốt. Tiếu canh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi ở ghế trên, trợ thủ lập tức tới cho hắn lau mặt. Lão Liễu, không còn dùng được, nhảy điệu nhảy liền mệt mỏi không được. Một gã thủ hạ nói khoác nói, Tiếu lão vũ đạo khiến người ta nhìn hiểu được vô cùng, nhìn chúng ta đều muốn với ngươi cùng nhau vặn vẹo, cùng nhau múa đạo bắt đi. Tiếu canh khoát tay áo, được rồi, lại thổi, ta sẽ đỏ mặt. Nói phân nửa, hắn đột nhiên chỉ trong đám người một cái kiện tráng nam tử. Tiểu Hắc, ngươi qua đây. Tiểu Hắc đi tới Tiếu canh trước mặt. Tiếu lão, có gì phân phó? Tiếu canh tự tay ở trên vai hắn vỗ vỗ, năm nay ngươi 20 đi. Là, còn chưa kết hôn à? Ân, tới, đây là lão nhân ta đưa cho ngươi một điểm tâm ý. Nhanh lên cưới một mập mạp lão bà, đem thời gian đã cho tốt. Nói chuyện võ thuật, Tiếu canh đem một cái màu đỏ hộp quà đưa cho Tiểu Hắc. Bên trong có cái gì, ngoại trừ Tiếu canh ai cũng không biết. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, phương diện này nhất định có cực kỳ quý giá gì đó. Bởi vì, cái này Tiểu Hắc là công thần. Màu đỏ hộp quà là cho Tiểu Hắc tưởng thưởng, thông thường mà nói, Tiếu canh đều là thưởng phạt phân minh, chớ nhìn hắn đối đãi này hành sự bất lực chính là thủ hạ phi thường hung ác, Tiếu canh đối với này làm việc đắc lực nhưng là cực kỳ hào phóng. Theo Tiếu canh, ngươi chỉ cần làm tốt lắm, là có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, có căn phòng lớn ở. Có xe sang trọng mở, cái gì cũng không buồn. Đây cũng là vì sao Tiếu canh rõ ràng thủ đoạn hung ác, vẫn như cũ có rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn nguyên nhân. Thưởng phạt phân minh, đây chính là Tiếu canh. Na hai cái áo sơ mi nam tử, chính là bị Tiểu Hắc cho giết, hắn nhận được Tiếu canh mệnh lệnh, âm thầm giết chết hai người sau đó. Sẽ đem hai người thi thể ném vào trong sông. Hết thảy đều làm phi thường nhanh chóng, đây là rất làm cho Tiếu canh thích. Tạ ơn Tiếu lão. Tiểu Hắc đem hộp nhận lấy rồi, ở trong tay phân lượng kỳ thực rất nhẹ. Không có chút nào trầm, giống như là trống không giống nhau, bên trong sẽ không có bao nhiêu thứ. Tiểu Hắc cũng tò mò bên trong rốt cuộc cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là trống không. Mọi người thấy Tiểu Hắc bị tưởng thưởng, đều không ngừng hâm mộ. Một người nói rằng, Tiếu lão. Hiện tại chúng ta xem như là triệt để chiếm thượng phong rồi, trước vẫn bị Giang Sách đè nặng. Đi qua một lần này sự kiện, có thể triệt để xoay bại cục, đem Giang Sách cho gắt gao ngăn chặn. Tên còn lại phụ họa nói, ai nói không phải. Giang Sách cho rằng ở điện tử cạnh kỹ phương diện thư kích rồi chúng ta. Cho rằng trong khoảng thời gian ngắn đã khống chế dư luận gió hướng, là có thể đối phó vẽ thượng tập đoàn. Ha ha, quả thực người si nói mộng. Đối với Giang Sách mà nói, hắn làm sao có thể nghĩ đến vốn là nên tấn công diễn sướng hội, cư nhiên sẽ diễn biến thành đôi hắn vô cùng bất lợi cục diện. Còn phải nói Tiếu canh thủ đoạn tàn nhẫn. Mọi người ở đây một trận nói khoác Tiếu canh có bao nhiêu lợi hại dường nào thời điểm, liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bên trong nhà mọi người nhao nhao nhíu. Đây là người nào a? Mọi người nói yên lành, tới phá hư bầu không khí. Bất quá gõ cửa đập vội vã như vậy, sợ là thực sự gặp đại sự gì. Tiến đến, Tiếu canh là làm đại sự, không giống người khác đắc ý như vậy đuôi vểnh lên trời, vẫn là đối lập nhau tương đối lý trí. Môn đẩy ra,
trợ thủ đi đến. Xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Canh hỏi. Tiếu lão, tình huống không ổn. Tình huống không ổn, chỉ là bốn người, để tất cả mọi người lau vệt mồ hôi. Tiếu Canh hé mắt, hỏi, là như thế nào tình huống không ổn? Trợ thủ nói rằng, vừa mới phía chính phủ công khai tam đoạn video. Đem diễn sướng hội phe làm chủ những người đó toàn bộ đều rửa sạch, ngay cả Lô Nhược Di đều thoát khỏi trách nhiệm. Cái gì? Tiếu Canh lập tức liền từ ghế trên đứng lên, loại chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Coi như Giang Sách thông minh đi nữa, cũng không lý tới từ tại loại này khốn cảnh dưới phiên bản, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề gì. Tam đoạn video. Dạng gì tam đoạn video? Tiếu Canh quát, đem video mở ra cho ta xem. Là, dừng tay đem iPad mở ra, tìm ra phía chính phủ công khai tam đoạn video, sau đó cho Tiếu Canh quan sát. Đoạn thứ nhất video, biểu hiện tiền thị phụ tử ở Tiếu Canh phòng làm việc của bên trong uống xong trà sau đó liền té xỉu, bị người trói gô mang đi. Đoạn thứ hai video, biểu hiện tiền thị phụ tử bị giao cho hai cái áo sơ mi nam tử. Đệ tam đoạn video, hai gã áo sơ mi nam tử đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ bị Tiểu Hắc đánh lén, giết chết. Cộng thêm cảnh sát bổ sung một ít chứng cứ, cuối cùng phía chính phủ cho ra kết luận là, có người cố ý thiết kế, đem tiền thị phụ tử giao cho Uông Chữa, xui khiến Uông Chữa sát nhân, sau đó lại giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Đây hết thảy, toàn bộ đều là hắc thủ sau màn nồi, cùng phe làm chủ không quan hệ, cùng Lô Nhược Di không quan hệ. Xem hoàn toàn bộ phận video sau đó, Tiếu Canh sau lưng đều lạnh. Cái này tam đoạn video là chí mạng, tự mình giết người diệt khẩu Tiểu Hắc tự không cần phải nói, ngay cả Tiếu Canh cũng đều có thể biết ngã vào đi. Chuyện này, lớn. Duy nhất làm cho Tiếu Canh không hiểu là, vì sao như thế cơ mật video sẽ ở ngắn như vậy thời điểm bị cảnh sát thu được. Đột nhiên, Tiếu Canh ngẩng đầu lên, phẫn hận nói ra ba chữ, có nội gián. Ngoại trừ nội gián cái giải thích này, không thể tìm không ra người thứ hai giải thích hợp lý. Kỳ thực, Tiếu Canh chính mình liền thích vô cùng đang đối với tay bên người cài nằm vùng, một chiêu này hắn đùa đặc biệt lưu, cho nên hắn cũng sẽ đối với lần này chiêu phi thường phòng bị. Từng cái người bên cạnh, đều là Tiếu Canh ngàn chọn vạn chọn, trải qua một loạt khảo nghiệm mới có thể giữ lại tới. Hơn nữa, một ngày xuất hiện bất kỳ khả năng phản bội sự kiện, Tiếu Canh đều sẽ giết gà dọa khỉ. Xử lý thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, khiến người ta không dám phản bội hắn. Vẽ còn tập đoàn thành lập lâu như vậy tới nay, trên thực tế chân chính phản bội Tiếu Canh, một cái cũng không có. Có, cũng chỉ là hư hư thực thực, thậm chí rất nhiều cũng chỉ là tin. Nhưng mà lần này, chân chính xuất hiện nội gián, nhưng lại hung hăng cắn liễu Tiếu Canh một ngụm, đem hắn nhọc lòng bày ra cục toàn bộ đều làm hỏng. Điều này làm cho Tiếu Canh tuyệt đối không thể chịu đựng được. Là ai? Đến cùng tên nội gián kia là ai? Tiếu Canh nhìn chung quanh mọi người, cùng mỗi người ánh mắt đổ vào, kỳ thực mỗi người đều sợ hãi Tiếu Canh, cũng không dám với hắn đối diện. Bọn họ nhìn quen liễu Tiếu Canh tàn nhẫn thủ đoạn. Càng như vậy, thì càng khó tìm ra chân chính nội gián. Đang ở Tiếu Canh chuẩn bị giận dữ thời điểm, vài tên cảnh viên xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Cảnh đội đội trưởng đi tới nói rằng, Tiếu lão, chúng ta muốn theo nếp gọi đến ngươi một chút một gã công nhân. Nói chuyện võ thuật, vài tên cảnh viên đã qua tới đem Tiểu Hắc khống chế được. Na trong video, Tiểu Hắc nhưng khi chàng giết người, điểm này đã bị chứng thực, cho nên Tiểu Hắc bị bắt là thiết bản đinh sự tình. Trước đại gia còn ước ao Tiểu Hắc có thể chịu đến ban cho, hiện tại mỗi một người đều âm thầm may mắn không phải là chính mình ra tay. Tiếu Canh không lời nào để nói. Hắn rất muốn phát giận, nhưng bây giờ hắn bùn phổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, vẫn là bớt nói cho thỏa đáng. Ở mang đi Tiểu Hắc sau đó, đội trưởng lại đem Tiểu Hắc màu đỏ hộp quà với tay cầm, hoảng liễu hoảng, nói rằng, Tiếu lão. Phương diện này là cái gì a? Tiếu Canh bất nói. Đội trưởng trước mặt mọi người đem hộp mở ra, bên trong là một tấm chi phiếu, cùng với một tấm tờ giấy nhỏ. Trên đó viết mật mã của thẻ ngân hàng. Tiếu lão, khoát sức a. Đội trưởng hoảng liễu hoảng chi phiếu, hỏi, phương diện này có bao nhiêu tiền? 10 vạn, 1 triệu vẫn là 10 triệu a. Có liên hệ với ngươi sao? Tiếu Canh bất tiết nói. Đội trưởng cười cười,
vô duyên vô cớ cho thuộc hạ nhiều người như vậy tiền, cái này không bình thường. Tiếu canh ha hả cười nhạt, tiểu hắc là ta rất thích một cái tiểu tử, ta xem hắn không có cưới vợ, liền tặng cho hắn một khoản tiền, làm cho hắn mua nhà cưới vợ, có chuyện sao? Số tiền này là của ta muốn cho ai còn cần cảnh sát các ngươi đồng ý không? Thái độ phi thường ngang tàng. Bất quá từ pháp lý đi lên nói, quả thực không có khuyết điểm, hắn muốn đem tiền cho người nào thì cho người đó, hơn nữa tựa hồ cũng là không cầu hồi báo, cái này cũng không tạo thành hối lộ gì gì đó tội danh. Đội trưởng đem thẻ buông, đương nhiên, Tiếu lão có tiền như vậy, lại như thế có lòng thương người, cảnh sát chúng ta không xen vào. Nhưng có một chuyện khác ta nghĩ muốn thỉnh giáo một chút Tiếu lão, căn cứ chúng ta nắm giữ manh mối, tiền thị phụ tử từng ở Tiếu lão phòng làm việc của uống trà, sau khi uống xong liền té xỉu, bị người cho mang đi, sau đó giao cho hai gã áo sơ mi nam tử. Tiếu lão, người có thể cho ra cái giải thích hợp lý sao? Cái này trực tiếp thêu dệt chuyện rồi, đem hạch tâm đầu mâu chỉ hướng Liễu Tiếu canh, ngụ ý chính là Tiếu canh chính là hắc thủ sau màn, tổ chức thao túng tiền thị phụ tử sự kiện chân chính hung thủ. Trên thực tế, cũng quả thực như vậy. Nhưng Tiếu canh là ai? Hắn nơi nào sẽ bị điểm ấy vấn đề cho làm khó? Chỉ cần người không phải đích thân hắn giết, hắn thì có 100 phương pháp thoát tội. Tiếu canh phi thường ngạo khí nói rằng, đội trưởng, xin chú ý lời nói của ngươi, rất nhiều nơi ngươi đều nói sai rồi. A hát, mời Tiếu lão chỉ ra chỗ sai. Đầu tiên, tiền thị phụ tử cũng không phải là ở ta nơi này uống trà, mà là đang ta đây uống rượu. Cha con bọn họ gần nhất thất nghiệp, tới tìm ta hỗ trợ tìm việc làm, chúng ta liền vừa uống vừa trò chuyện. Cha con bọn họ tửu lượng rất kém cỏi, một ly xuống phía dưới liền choáng váng không ra dáng, trực tiếp ở ta nơi này đã ngủ. Dừng một chút, Tiếu canh tiếp tục nói, ta chính là một lòng nhiệt tình nhân, gặp phải loại sự tình này làm sao có thể mặc kệ. Vì vậy cũng làm người ta đem tiền thị phụ tử cho đưa về nhà, kết quả mới vừa tống xuất đại môn. Đã tới rồi hai cái áo sơ mi nam tử, nói là tiền thị phụ tử thủ hạ, đem người mang đi. Điểm này Tiếu canh cũng không có dối trá. Na hai cái áo sơ mi nam tử, thật vẫn chính là tiền thị phụ tử thủ hạ. Hắn tiếp tục nói, người của ta nơi nào có thể nghĩ đến, tiền thị phụ tử thủ hạ cư nhiên sẽ là Thôi Oánh người ái mộ trung thành. Cư nhiên trực tiếp đem tiền thị phụ tử cho mang đi diễn sướng hội. Giao cho Uông Chữa, liên hợp Uông Chữa cùng nhau đem tiền thị phụ tử giết đi. Là ta sơ sót, hẳn là đem người đưa đến nhà, nhưng đội trưởng ngươi lời trong lời ngoài dường như nói đây hết thảy là ta làm chủ giống nhau, không khỏi làm người lạnh lẽo tâm gan. Tiếu canh cái miệng này a, đó là thật có thể nói. Ngắn như vậy ngắn nói mấy câu, liền đem đen cho nói thành bạch, Tiếu canh hắn chẳng những không có tội, còn là một lòng nhiệt tình đích hảo nhân. Bang tiền thị phụ tử tìm việc làm, khoản đãi bọn hắn uống rượu, phái người tiễn bọn họ về nhà. Duy nhất sơ sẩy chính là không có đem người thực sự đưa đến trong nhà. Nhưng điều này cũng không có thể quái Tiếu canh nha. Dù sao na hai cái áo sơ mi nam tử đều là tiền thị phụ tử thủ hạ, Tiếu canh làm sao có thể nghĩ đến thủ hạ sẽ phản bội chủ nhân đâu. Cho nên a, Tiếu canh là một lòng nhiệt tình người tốt, hết thảy hậu quả xấu đều không phải là hắn kỳ vọng. Tất cả, không có quan hệ gì với hắn. Cảnh đội đội trưởng ngờ tới Tiếu canh bất biết ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhất định sẽ thoát khỏi hiểm nghi, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra Tiếu canh biết nhờ cậy triệt để như vậy. Cái này liền níu bắt lấy Tiếu canh lý do cũng không tồn tại. Đội trưởng cau mày, bỗng nhiên lại hỏi, vậy tại sao tiểu hắc muốn giết chết hai cái áo sơ mi nam tử? Những lời này hai tầng hàm nghĩa. Tầng thứ nhất, đó là giết người diệt khẩu, tầng thứ hai, tiểu hắc là Tiếu canh chính là thủ hạ, phải làm như vậy. Có phải hay không chịu đến Liễu Tiếu canh mệnh lệnh? Đối mặt như vậy làm khó dễ vấn đề, Tiếu canh càng là ung dung hồi đáp, tiểu hắc phải làm sao? Ta nào biết đâu rằng nguyên nhân, cũng không phải ta làm cho hắn làm như thế. Một câu nói, liền đem chính mình cùng tiểu hắc quan hệ phiết sạch sẽ. Sau đó, hắn lại bổ sung, bất quá theo ta được biết, tiểu hắc cùng tiền thị phụ tử quan hệ phi thường tốt, đội trưởng, ta cảm thấy được tiểu hắc là chứng kiến tiền thị phụ tử phát sóng trực tiếp bị giết sau đó, lửa giận công tâm, phải đi tìm áo sơ mi nam tử, trả thù lao thị phụ tử báo thù. Nói cách khác, tiểu hắc hành vi hoàn toàn là hành vi cá nhân,
là vì báo thù, cùng Tiếu Canh không có chút quan hệ nào. Càng chưa nói tới cái gì giết người diệt khẩu rồi. Phen này đối đáp, không có chút nào kẽ hở. Đội trưởng đều nhanh muốn chọc giận nổ, biết rõ trước mắt lão gia hỏa này là ở miệng đầy chạy xe lửa, nhưng đội trưởng chính là bắt không được chứng cớ chân thật. Chân tướng quả thực như vậy sao? Tiếu lão, ta sẽ trở về hảo hảo thẩm vấn Tiểu Hắc. Tin tưởng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Tiếu Canh bất nhưng không sợ, ngược lại nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, vậy nhờ cậy đội trưởng, mời nhanh đưa chân tướng điều tra rõ, trả thù lao thị phụ tử một cái công đạo. Bọn họ, đó cũng đều là bạn cũ của ta rồi. Thật thua thiệt hắn nói ra được. Lão bằng hữu, tiền thị phụ tử chính là bị Tiếu Canh cho hại chết. Đối với cái này chủng ra mặt so với tường thành còn dày hơn, không có chút nào sợ, lòng kính sợ nhân, đội trưởng biết trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không giải quyết được đối phương. Bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời thu đội. Đi về bót cảnh sát trên đường, đội trưởng cho Tiêu Học Thần đánh một trận điện thoại. Tiêu khu trưởng, tựa như ngài nói như vậy, Tiếu Canh thật sự là quá giảo hoạt rồi, tất cả mọi chuyện đều bị hắn phiết được không còn một mảnh. Hắn không riêng không có tội, còn là một phi thường nhiệt tâm người hiền lành. Ha ha, thực sự là gọi người ác tâm. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiêu Học Thần thanh âm, điểm này đã sớm dự liệu được, hiện tại giai đoạn cũng không có thực lực mạnh mẽ căn cứ chính xác theo. Chúng ta không làm gì được Liễu Tiếu Canh. Các ngươi về tới trước A, nghĩ biện pháp từ nhỏ Hắc trên người thu được đột phá khẩu. Minh bạch. Vẫn đến khi cảnh đội toàn bộ đều sau khi rời khỏi, Tiếu Canh mới bắt đầu bắt tay vào làm xử lý bước tiếp theo sự tình bài tra. Đầu tiên, hắn an bài đại lượng nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành hoàn toàn bài tra, đem vẽ còn nội bộ tập đoàn quản chế đều cho tìm kiếm loại trừ một lần. Cuối cùng phát hiện, ở Tiếu Canh phòng làm việc của bên trong vẫn cài đặt quân dụng quản chế thiết bị. Thiết bị đã bị thanh lý qua, đã truy tra không đến là ai ở chỗ này cài đặt rồi, bất quá có thể khẳng định là, có thể ở Tiếu Canh bên trong phòng cài đặt loại này máy thu hình, đó nhất định là Tiếu Canh phi thường tin tưởng người. Tam đoạn video, phía sau hai đoạn đều là đi qua công ty quản chế thiết bị lấy được, cũng không phải là chụp lén. Tiếu Canh khiến người ta điều tra gần nhất sử dụng quản chế thiết bị, điều lấy video người, sau đó từng cái bài tra. Bất quá kết quả khiến người ta rất bất đắc dĩ. Toàn bộ tìm kiếm loại trừ sau đó, không có bất kỳ một người là có vấn đề. Tiếu Canh cứ như vậy ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, mặt âm trầm. Trong công ty tên nội gián này, không chỉ có địa vị nhất định, còn rất được Tiếu Canh tín nhiệm, đồng thời cũng là một phi thường thông minh, làm việc cực kỳ cẩn thận người. Đem Tiếu Canh cái hố thảm như vậy, nhưng không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Cái này nhân loại giống như là quỷ mị giống nhau đáng sợ. Vừa nghĩ tới bên người có như vậy một cái nội gián, Tiếu Canh đi ngủ thực khó an, một ngày không đem nội gián tìm cho ra. Một ngày thì không cần sống yên ổn. Là ai? Đáng chết này nội gián, rốt cuộc người nào? Tiếu Canh xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu đem hắn người bên cạnh tên viết xuống, kiểm soát từng cái. Từng cái đều giống như không có vấn đề. Nhưng từng cái, đều lại có ra vấn đề khả năng. Cuối cùng làm Tiếu Canh nghi thần nghi quỷ, ai cũng không dám tin tưởng, hận không thể đem bên người tất cả mọi người cho xử tử mới tốt. Đang ở hắn đi vào ngõ cụt thời điểm, cửa ban công mở ra, hai người xuất hiện ở cửa. Lão Thiên Tôn, cùng với Thân Cung Huân. Tiếu Canh chứng kiến bọn họ, tạm thời thở dài một hơi, nếu như nói vẽ còn tập đoàn còn có ai có thể làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng, không có chút nào nghi kỵ lời nói, vậy cũng chỉ có trước mắt hai người này rồi. Hai người bọn họ đi đến, khóa trái môn. Cũng không cần khách sáo, hai người trước sau ngồi xuống, sau đó Lão Thiên Tôn mở miệng nói, ông bạn già, ngươi chuyện bên này ta toàn bộ đều nghe nói, phí hết tâm tư thiết kế co lại cục, chỉ lát nữa là phải thành công, kết quả bị nội gián cho hại rồi, thất bại trong gang tấc. Tiếu Canh thở dài một hơi, càng nghĩ càng khó chịu. Lúc này, Lão Thiên Tôn nhìn thoáng qua Thân Cung Huân. Thân Cung Huân tâm lĩnh thần hội, chủ động nói rằng, Tiếu Thúc Thúc, ta theo Lão Thiên Tôn qua đây, chính là muốn cho ngươi cung cấp một cái tìm ra nội gián biện pháp tốt. Tiếu Canh đang lo không có biện pháp tốt bắt được nội gián, đột nhiên nghe được Thân Cung Huân nói như vậy, đột nhiên đã tới rồi hứng thú. Cung Huân A,
người từ trước đến nay cũng rất thông minh, lúc này đây chuẩn bị cho thúc thúc cung cấp cái gì có thể tin biện pháp a? Tiếu Canh hỏi. Thân Cung Huân tằng hắng một cái, không nóng nảy trước tiên là nói về ra phương pháp, mà là nói một cái tiểu cố sự. Nàng nói rằng, thúc thúc, ta trước đây ở một nhà hàng ăn đụng phải hỏa hoạn, đương nhiên, hỏa hoạn cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng lúc đó cũng tạo thành nhất định khủng hoảng. Ở hỏa hoạn phát sinh thời điểm, một cái người bán hàng thật nhanh vọt vào gian phòng của mình, đem một khối trên vách tường hòn đá cho cậy ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng tất cả đều là tiền. Những tiền kia, chính là người bán hàng ăn trộm đồng sự, lão bản tiền. Người đang nguy cấp nhất thời điểm, biết mất đi nhất định lý trí, sẽ ở trước tiên đi đem thứ trọng yếu nhất cấp cứu đi ra. Na phòng ăn lão bản liền lợi dụng nhân cái này một yếu tính, lợi dụng một hồi giả hỏa hoạn, thành công đem trong điếm tiểu thâu cho nắm chặt đi ra. Tiếu Canh nghe xong, rất chịu dẫn dắt. Biện pháp này vẫn đủ hay. Khi lửa tai phát sinh thời điểm, ngay từ đầu ai cũng không biết là thật hay giả, trước tiên nhất định sẽ tưởng thực sự, sau đó sẽ đi đem thứ trọng yếu nhất cho cứu giúp đi ra. Đối với cái kia trộm đồ người bán hàng mà nói, thứ trọng yếu nhất chính là những tiền kia. Cho nên, điếm lão bản đi qua một hồi giả hỏa hoạn, liền thuận lợi bắt lại trong điếm tặc. Phương pháp đơn giản, cũng rất dùng được. Tiếu Canh gật đầu, nói rằng, phương pháp này dùng để bắt nội bộ, tặc, thật là quá tác dụng, vấn đề là, phải dùng làm sao tới bắt nội gián đâu. Thân Cung Huân mỉm cười, nói rằng, cái này rất đơn giản, chỉ cần thả một cây đuốc là được rồi. Phóng hỏa. Không sai. Sau đó, Thân Cung Huân đem phương pháp nói cho Tiếu Canh, nghe Tiếu Canh vỗ tay tán thưởng. Cung Huân ở đâu, người điểm ấy tử không sai, đi, ta đây cứ dựa theo ngươi nói làm. Tất cả tỉ mỉ đều thương thảo hoàn tất sau đó, Lão Thiên Tôn cùng Thân Cung Huân tạm thời ly khai phòng làm việc, lúc đi, hai người cố ý làm bộ rất thất vọng, bộ dáng rất tức giận. Một lát sau, Tiếu Canh đem hết thảy người thân cận nhất đều triệu tập đến rồi bên trong phòng làm việc. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tiếu Canh trên người. Chỉ thấy Tiếu Canh hai mắt phiếm hồng, một bộ muốn giết người bộ dạng, không cần phải nói, vừa mới nhất định là bị Lão Thiên Tôn cho phê bình. Trầm ngâm chốc lát, Tiếu Canh mở miệng nói, sự kiện lần này, là vẽ thượng tập đoàn thành lập tới nay gặp nhất đáng xấu hổ sự kiện. Vừa mới Lão Thiên Tôn hung hăng phê bình ta, mắng ta là đầu heo. Ta cảm thấy được Lão Thiên Tôn mắng rất có đạo lý. Ta quả thực chính là một con heo, bị Giang Sách tỏ ra xoay quanh. Lúc nói chuyện, hắn nhìn chung quanh mọi người. Mỗi người đều cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một cái, rất sợ trở thành Tiếu Canh phát tiết đối tượng. Tiếu Canh tiếp tục nói, vì một lần nữa thu được Lão Thiên Tôn tín nhiệm, lúc này đây, ta quyết định không hề khách khí. Ta muốn đối với Giang Sách tiến hành một lần hoàn toàn công kích, làm cho hắn vĩnh viễn cũng không có năng lực theo chúng ta đối nghịch. Nói, Tiếu Canh từ trên bàn cầm lên một cái hộp nhỏ, từ tốn nói, ta minh bạch nói cho các người biết, trong cái hộp này giả bộ không đặc biệt gì đó, chính là phệ tâm tán. Phệ tâm tán. Nghe thế ba chữ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi tái nhợt. Bọn họ cũng đều biết đồ chơi này lợi hại, tuy là bọn họ không có thực sự dùng qua, nhưng chứng kiến không ít đại lão đều bị loại độc chất này vững vàng khống chế được. Thôi oánh. Cũng chết ở phệ tâm tản hãm hại chung. Mọi người thậm chí không tự chủ được lui về sau một bước, đều cảm giác tương đối sợ. Tiếu Canh cười lạnh một tiếng, các ngươi không cần sợ hãi, phệ tâm tán chế tác tương đương chắc trở, số lượng rất ít. Chỉ các ngươi loại cấp bậc này mặt hàng, căn bản chưa dùng tới phệ tâm tán tới khống chế. Quả thực, có thể dùng phệ tâm tản, vậy cũng toàn bộ đều là đại lão. Hiện tại, Tiếu Canh đem phệ tâm phân phát cho đem ra, vậy đã nói rõ hắn đã đối với Giang Sách thúc thủ vô sách, chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng này, cũng là độc nhất nhất chiêu. Hắn nói rằng, tựa như trước đây đối phó này không nghe lời hỗn đản giống nhau, lúc này đây, ta cũng muốn Giang Sách thần phục đang vẽ thượng tập đoàn dưới trướng, dùng, chính là chỗ này phệ tâm tán. Dừng một chút, Tiếu Canh hỏi, ta theo Lão Thiên Tôn thương lượng xong. Cái này phệ tâm tan họp giao cho một cái phi thường người có thể tin được đi tới độc, xác định Giang Sách nhất định sẽ trúng độc. Trong quá trình này, ta cần các người bắn yểm hộ, không ngừng đối với Giang Sách tiến hành quấy rầy, làm cho hắn không rảnh phân tâm những chuyện khác. Các người đều nghe hiểu chưa?
Mọi người cùng kêu lên hồi đáp, nghe rõ. Ân, Tiếu Canh gật đầu, sau đó bắt đầu từng cái phân công nhiệm vụ. Mỗi người việc cũng không nhiều, thế nhưng đều rất ác tâm, chính là muốn làm cho Giang Sách mệt mỏi ứng phó, sau đó sẽ từ Lão Thiên Tôn chính là thủ hạ tìm cơ hội đối với Giang Sách hạ độc. Đầy đủ mọi thứ cũng giao thay mặt đầy đủ hết sau đó. Tiếu Canh để bọn họ đều rời đi phòng làm việc. Nên làm đều đã làm, kế tiếp, chính là thu lưới thời điểm. Tiếu Canh hai mắt lạnh như băng nhìn về phía trước, lẩm bẩm, hỏa đã thả, ta ngược lại muốn nhìn, ai sẽ là cái kia trộm tiền tặc. Sau đó trong thời gian, những người thân tín kia cứ dựa theo Tiếu Canh nói đi làm. Mỗi người đều có cái không lộn xộn tiến hành các loại thao tác. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ đến chính là, bọn họ tất cả hành động toàn bộ đều ở Tiếu Canh trong khống chế. Hơn nữa, trong quá trình này, rất nhiều người còn bộc lộ ra các loại bệnh vặt. Này ở sau lưng nói Tiếu Canh nói bậy cũng không nhắc lại, còn có rất nhiều người đều muốn bằng mặt không bằng lòng, sớm làm kiếm bột, sau đó triệt để tự vẽ thượng tập đoàn chạy trốn. Đang nắm giữ rồi mấy tin tức này sau đó, Tiếu Canh trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn không nghĩ tới, tay mình dưới đáy đám người này cư nhiên sẽ ở phía sau như vậy đánh giá chính mình. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Việc cấp bách, là muốn tìm ra cái kia tặc. Một giờ sau, Hoàng Dương, Tiếu Canh trợ thủ, tuổi còn trẻ, bất quá chỉ có 22 tuổi, là ở cùng người khác đầu đường đánh lộn thời điểm, bởi vì kiêu dũng thiện chiến, bị Tiếu Canh cho khai quật, từ nay về sau thu nhập dưới trướng. Thanh niên nhân này là tất cả nhóm người chung sâu nhất được Tiếu Canh tín nhiệm. Bởi vì Tiếu Canh mất đi con trai, bây giờ Hoàng Dương cơ hồ bị Tiếu Canh trở thành thân nhi tử đối đãi giống nhau, nhận hết sủng ái, chỗ tốt gì đều coi là hắn một phần, thậm chí lại cũng không làm cho Hoàng Dương đi ra ngoài đánh lộn, trực tiếp giữ ở bên người làm trợ thủ. Tất cả cao thấp sự vật, toàn bộ đều sẽ cùng Hoàng Dương nói. Ở Tiếu Canh trong lòng, cho dù người của toàn thế giới đều phản bội hắn, Hoàng Dương cũng tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Ngay cả một lần này an bài nhiệm vụ, Hoàng Dương cũng không có bị phái đi ra ngoài quấy rầy Giang Sách, mà là ở lại vẽ thượng tập đoàn bên trong cùng các bộ môn tiến hành nối. Tương đương với phía sau quản lý. Đang ở người khác đều sau khi rời khỏi, Hoàng Dương một thân một mình ngồi ở lớn như vậy trong phòng làm việc. Hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng, lặng lẽ đem phòng làm việc ngăn kéo kéo ra, rút ra. Ở ngăn kéo phía sau, còn có một cái ám hộp. Hoàng Dương đem cái kia ám hộp lấy ra, không đợi hắn tiến hành động tác kế tiếp, bỗng nhiên trong lúc đó, phòng làm việc cửa mở ra, Tiếu Canh cùng với 7-8 danh vóc người khôi ngô bảo tiêu xông vào. Hoàng Dương hách liễu nhất đại khiêu, vội vàng đem ám hộp phóng tới phía sau. Lúc này, Tiếu Canh đã đến trước mặt. Hoàng Dương, ngươi làm cái gì? Tiếu Canh giọng của có chút băng lãnh. Không có, không có gì. Hoàng Dương lúc nói chuyện cũng không bình tĩnh. Thanh âm có điểm run rẩy. Không có gì, phía sau giấu cái gì à? Ngạch, không có, không có giấu cái gì. Lấy ra. Tiếu Canh gầm lên giận dữ, sợ đến Hoàng Dương trực tiếp từ trên ghế nhảy. Trong tay ám hộp cũng rơi trên mặt đất, hắn vừa định đi nhặt lên, đã bị hai gã bảo tiêu đè ở, không thể động đậy. Hanh. Tiếu Canh đi phía trước bước ra một bước, khom lưng nhặt lên trên đất ám hộp. Hoàng Dương sắc mặt trắng bệch, Tiếu Canh cũng vô cùng tâm thần bất định. Tiếu Canh đã mất đi con trai, hắn thực sự không muốn lại mất đi Hoàng Dương, hắn hy vọng, cái này ám trong hộp gì đó ngàn vạn lần không nên cùng Giang Sách có bất kỳ liên quan. Đang đánh mở ám hộp trước, Tiếu Canh cho Hoàng Dương một cái cơ hội cuối cùng. Thành thật mà nói, phương diện này rốt cuộc cái gì? Hoàng Dương sầm mặt lại, phi thường thẹn thùng nói trộm. Chụp lén video. Cái gì, Hoàng Dương thực sự chính là tên nội gián kia, Tiếu Canh mặt của đều phải tái rồi. Không phải, Tiếu lão ngài hiểu lầm, không phải chụp lén cho Giang Sách video. Hoàng Dương lập tức giải thích. Đó là cái gì video? Là, Hoàng Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng nói rằng, ta ở Niếp Thiên Kỳ trong phòng mặt len lén cài đặt giam khống khí, chuyên môn chụp lén hắn cùng bất đồng nữ nhân vui đùa video. Sau đó tồn được rồi tự xem, thỏa mãn một cái ta đặc thù yêu thích. Nghe thế, Tiếu Canh sắc mặt đột nhiên hòa hoãn lại.
liền cái này. Ha ha, nếu như liền chút chuyện này, vậy căn bản không gọi sự tình, chỉ cần không phải phản bội Tiếu Canh, cái gì đó đều dễ nói. Chụp lén Nhiếp Thiên Kỳ cùng nữ nhân vui đùa video, đối với Hoàng Dương cái tuổi này thanh niên nhân mà nói. Không đáng kể chút nào, ai còn không có điểm người không nhận ra đặc thù mê rồi. Tiếu Canh thở ra một hơi dài, đối với hai gã bảo tiêu nháy mắt, buông lỏng ra Hoàng Dương. Hoàng Dương a, ngươi, ai, ngươi còn có thể thật không có tiền đồ. Hoàng Dương gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng. Nói chuyện võ thuật, Tiếu Canh mở ra ám hộp, bên trong quả nhiên là một cái u mâm. Hắn đem u mâm cắm vào trong máy vi tính, thuận tay mở ra, một bên mở ra vừa cười nói rằng, có thứ tốt không muốn tự mình một người độc hưởng, lấy ra đại gia hỏa nhi cùng nhau nhìn. Nhiếp Thiên Kỳ tiểu tử kia, gần nhất lại chơi bao nhiêu nữ nhân a? Nói chuyện võ thuật, video đã mở ra. Nhưng mà, lệnh Tiếu Canh làm sao cũng không nghĩ ra là, nội dung của video cư nhiên cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Video này, cũng không phải là Nhiếp Thiên Kỳ hương diễm video. Mà là chụp lén Tiếu Canh, tiểu hắc, áo sơ mi nam tử video. Phía chính phủ công khai na tam đoạn video, chính là từ bên trong này lấy ra đi ra. Trong nháy mắt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Hoàng Dương toàn thân huyết đều lạnh, hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình len lén thu Nhiếp Thiên Kỳ video, cư nhiên sẽ biến thành thu Tiếu Canh đám người video. Ầm một tiếng, Hoàng Dương ngồi liệt trên mặt đất. Tiếu lão, ngài nghe ta giải thích, trong này video khẳng định bị người đánh cháo rồi, nguyên bản không phải. Không đợi Hoàng Dương giải thích xong, Tiếu Canh giơ tay lên chính là một cái tát, trong nháy mắt liền đem Hoàng Dương hai khỏa răng đều cho phiến rơi. Hắn phẫn hận trừng mắt Hoàng Dương, xúc sinh, lão phu không xử bạc với ngươi, coi ngươi là thân nhi tử đối đãi giống nhau. Người cư nhiên liên hợp Giang Sách tên khốn kiếp kia tới hãm hại ta. Tiếu Canh hướng về phía Hoàng Dương chính là một trận đấm đá, nghiêm khắc phát tiết bất mãn trong lòng. Nói, Giang Sách cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi tuyển trạch phản bội ta. Cho ngươi tiền, vẫn là cho nữ nhân ngươi. Ân, Tiếu Canh đã triệt để mất đi khống chế, hắn là một cái tuyệt đối không thể tiếp thu bị người phản bội người, huống chi, phản bội hắn lại là hắn nhất người tín nhiệm. Thậm chí hầu hết thời gian, Tiếu Canh đều chuẩn bị lập cái di chúc, chính mình sau khi chết, sẽ lưu lại một nửa di sản cho Hoàng Dương. Hắn đối với Hoàng Dương giỏi như vậy, kết quả Hoàng Dương lại phản bội hắn. Không thể hiểu được, không thể tiếp thu. Tiếu Canh đã triệt để điên rồi, hắn nghe không vào bất luận cái gì một câu nói, mặc kệ Hoàng Dương giải thích thế nào. Cũng không để ý Hoàng Dương gọi có bao nhiêu thê thảm, Tiếu Canh chính là không ngừng đoán. Dựa theo Hoàng Dương đầu, một cước lại một chân đoán. Cuối cùng, Hoàng Dương hai tay mở ra, triệt để không động đậy rồi, đầy đất màu đỏ thẩm tiên huyết. Xúc sinh, vương bát đản. Tiếu Canh giơ tay lên một cái, đưa cái này xúc sinh cho ta dầm nát làm mồi cho cá, sau đó đem hiện trường cho ta dọn dẹp sạch sẽ, không nên để lại bất kỳ dấu vết gì. Là, thuộc hạ nhân lập tức bắt đầu tiến hành thanh lý. Tiếu Canh thở hào hển. Khập khĩnh đi ra ngoài, vừa tức vừa hận lại lòng chua xót. Ngay cả Hoàng Dương đều sẽ phản bội hắn. Ha ha, xem ra trên cái thế giới này, đã không có người đáng giá tin, đáng tiếc, cuối cùng không có thể hỏi đi ra Hoàng Dương rốt cuộc vì cái gì mà tuyển trạch phản bội Tiếu Canh. Bất quá không trọng yếu. Chỉ cần nội gián được giải quyết rơi, Tiếu Canh đã cảm thấy treo ở trên đầu hắn thanh kiếm kia, hoàn toàn bị bỏ đi. Trở lại phòng làm việc. Lão Thiên Tôn cùng Thân Cung Huân cũng đi đến. Nội gián bắt tới rồi. Lão Thiên Tôn hỏi. Ân, là Hoàng Dương. Tiếu Canh nói đều có khí vô lực. Hoàng Dương, Thân Cung Huân không dám tin nói rằng, lại là hắn. Tiếu thúc thúc người đối với Hoàng Dương liền cùng thân nhi tử giống nhau, hắn cư nhiên biết liên hợp Giang Sách đối phó ngươi. Thật là xúc sinh không bằng. Tiếu Canh đã thương tâm nói không ra lời, hắn khoát tay áo, không nói được một lời. Lão Thiên Tôn an ủi, cho nên nói, muôn ngàn lần không thể tùy tiện tin tưởng một cái ven đường nhặt về tạp chủng. Ông bạn già, về sau không muốn lại dễ dàng như vậy bị người lừa. Nói xong, Lão Thiên Tôn đứng lên đi ra ngoài. Thân Cung Huân theo sát phía sau, lại đi tới cửa thời điểm,
nàng cố ý quay đầu hướng Thiếu Canh nói rằng, Thiếu Thúc Thúc. Nghỉ ngơi thật tốt, không cần nhớ nhiều như vậy, nội gián tìm ra là tốt rồi. Sau đó nàng ly khai phòng làm việc. Bên trong phòng chỉ còn lại có Thiếu Canh một người. Cơn giận của hắn một chút xíu tiêu tán, từ từ bị lòng chua xót chiếm hết nội tâm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao Hoàng Dương muốn phản bội chính mình? Vì sao, cái này không hợp lý? Nhưng nếu không hợp lý, sự thực liền đặt trước mắt. Hắn không thể không tin. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng là, chỉ có Hoàng Dương mới có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, ở Thiếu Canh phòng làm việc của bên trong cài đặt camera, có đầy đủ quyền hạn điều động toàn bộ vẽ thượng tập đoàn quản chế, mà không vẫn giữ lại làm cần gì phải vết tích. Trách chỉ trách, Thiếu Canh đối với hắn quá cưng chiều rồi. Thân Cung Huân rời đi Thiếu Canh phòng làm việc của sau đó, trực tiếp về tới trong phòng làm việc của mình mặt. Nàng một thân một mình ngồi, ngay cả Tiểu Giao, Tiểu Mân đều đuổi đi ra ngoài. Ngay từ đầu, Thân Cung Huân nhìn qua còn rất bình thường. Ở một min sau đó, nàng ngẩng đầu lên cười đến phóng đãng lên. Giống như là nữ ma đầu giống nhau, cười phi thường bừa bãi, phi thường tà mị. Nàng ước chừng nở nụ cười được có 5 phút đồng hồ. Cười xong, nàng sâu đậm chậm mấy hơi thở, sau đó lấy ra một cây viết cùng một trang giấy. Nàng trên giấy viết xuống, Hoàng Dương, 2 chữ, sau đó lại vẽ một cái to lớn, X, đại biểu Hoàng Dương đã bị giải quyết hết. Đây hết thảy, toàn bộ đều ở Thân Cung Huân nằm trong kế hoạch của. Từ lúc nàng chuẩn bị cùng Giang Sách liên thủ, phải giúp Giang Sách thoát ly khốn cảnh thời điểm. Cũng đã đem đường lui đều chuẩn bị xong. Thân Cung Huân biết rõ, nàng giao cho Giang Sách Na Tam đoạn video tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Một ngày video công khai, Lô Nhược Di đám người biết rửa sạch hiềm nghi không nói chuyện. Thiếu Canh nhất định sẽ chú ý tới một điểm, vẽ thượng tập đoàn nội bộ khẳng định xuất hiện nội gián. Thiếu Canh là một phi thường cẩn thận đa nghi người, một ngày hắn cho rằng có nội gián, biết sử dụng hết tất cả thủ đoạn đi bắt được nội gián. Tuy là Thân Cung Huân có thể 100% khẳng định, Thiếu Canh tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình. Thế nhưng, nếu để cho Thiếu Canh cả ngày như thế nghi thần nghi quỷ, mỗi ngày điều tra đến điều tra đi. Thân Cung Huân sau này hành động sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, hơn nữa, một phần vạn bị tra ra chân tướng đâu. Cho nên, Thân Cung Huân sáng sớm làm ra chuẩn bị. Nàng nghĩ tới chính là, tìm một kẻ chết thay. Thân Cung Huân mặc dù cũng không là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là nhất cẩn thận tỉ mỉ người, nàng ở tỉ mỉ phân tích, lưu ý qua công ty các thành viên sau đó, cuối cùng xác định mục tiêu, Hoàng Dương. Thứ nhất, Hoàng Dương là Thiếu Canh dòng chính, người này vốn là hẳn là diệt trừ, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, mượn Thiếu Canh tay đến cái mượn đao giết người. Thứ hai, Hoàng Dương có đầy đủ quyền hạn cùng độ tín nhiệm, có thể làm được Thân Cung Huân chuyện mới có thể làm được. Thứ ba, Hoàng Dương thích trộm ghi âm Niếp Thiên Kỳ Hương Diễm video chuyện này, Thân Cung Huân sáng sớm cũng biết. Chỉ bất quá nàng chưa bao giờ trước mặt người ở bên ngoài nhắc tới, lúc này đây, vừa vặn lợi dụng Hoàng Dương cái này một thói quen, đem hắn thu Niếp Thiên Kỳ video u mâm cho đánh cháo. Hoàn thành vụ oan giá hỏa. Toàn bộ kế hoạch, ngoại trừ Thân Cung Huân một người ở ngoài, lại không có người thứ hai biết hiểu. Ngay cả Tiểu Mân cùng Tiểu Giao đều không biết. Cho nên nói, Ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân, Ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân. Nữ nhân một ngày thâm độc đứng lên, quá tuyệt. Thân Cung Huân đầu tiên là trợ giúp Giang Sách thoát khốn, sau đó lại mượn Thiếu Canh tay diệt trừ rồi Hoàng Dương, hoàn thành nội gián tẩy rửa, cuối cùng còn thu được Thiếu Canh tín nhiệm. Toàn bộ kế hoạch, hành động, hoàn mỹ không một tỷ vết. Mặc dù là Giang Sách, cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Thân Cung Huân người nữ nhân này, giỏi về quan sát, am hiểu nhất chính là lợi dụng người khác không chú ý tỉ mỉ để hoàn thành một kích chí mạng. Hoàng Dương bị nàng giết, Thiếu Canh mệnh, cũng sẽ không trường. Thân Cung Huân lại đang trên giấy viết xuống hai cái tên, Thiếu Canh, Niếp Thiên Kỳ. Hai cái này, là vẽ thượng tập đoàn trụ cột, nếu như hai người bọn họ đều bị giải quyết hết, tranh kia thượng tập đoàn nhất định sẽ suy sụp. Đến lúc đó là có thể khuyên bảo Lão Thiên Tôn buông tha quyền lực này trò chơi, cùng với nàng ly khai, đi quý trọng thời gian không nhiều người nhà thời gian. 3. Ta nhất định phải đem ngươi từ nơi này quyền lực trong nước xoáy,
đẩy ra ngoài. Thân Cung Huân ánh mắt, kiên định quả đoán. Vẽ thượng tập đoàn thanh lý nội gián sự tình rất nhanh thì truyền ra, tuy là rất nhiều người cũng không biết tình hình thực tế là dạng gì, nhưng tất cả mọi người thích chuyện nhàn thoại, đem nguyên bản là rất chuyện phức tạp nói càng thêm phức tạp. Cuối cùng, thậm chí gây ra vẽ thượng tập đoàn chuyện ma quái nực cười tin tức. Coi chuyện này nhưng rất nhanh thì truyền đến Giang Sách trong lỗ tai, chỉ cần thêm chút phân tích. Hắn liền biết là thế nào chuyện gì xảy ra. Thân Cung Huân, thật là một không đơn giản nữ nhân. Hắn lẩm bẩm, ý định này kín đáo nữ nhân, dám trợ giúp Giang Sách giải vây, còn giải quyết hết Tiếu Canh một cái đắc lực giúp đỡ, đây tuyệt đối không phải bình thường nữ nhân chuyện có thể làm được. Nữ nhân này, không thể khinh thường. Chỉ mong hợp tác có thể lâu dài. Nói xong, Giang Sách cùng Đôi Ngư cùng nhau chạy tới bót cảnh sát, đem Lô Nhược Di cho lãnh ra. Nguyên bản còn tưởng rằng Lô Nhược Di sẽ rất tiểu tụy, ai biết. Khi thấy Lô Nhược Di đi ra thời điểm, phát hiện cả người tinh thần sáng láng, một điểm uể oải, dáng vẻ ủy khuất cũng không có. Đây cũng là làm cho Giang Sách có chút kinh ngạc. Lô Nhược Di nói rằng, vẽ thượng tập đoàn sự tình ta đã nghe nói, ta bất thắng chính. Đám người kia tính kế tính tới tính lui, cuối cùng còn chưa phải là đem mình cho đi mưu hại. Hừ hừ. Thì ra, Lô Nhược Di hài lòng. Là bởi vì vẽ thượng tập đoàn ăn quả đắng, thật đúng là một cái đơn thuần nữ sinh. Ở Giang Sách chuẩn bị mang nàng lúc rời đi, có cảnh viên đến tìm Giang Sách, nói là khu trưởng còn muốn với hắn đơn độc gặp một mặt, có một chút sự tình cần. Ở cảnh viên dưới sự hướng dẫn, Giang Sách lại một lần nữa đi tới cái kia gian phòng nhỏ. Cửa đóng lại. Bên trong phòng cũng chỉ có Giang Sách cùng Tiêu Học Thần hai người. Tỏa. Tiêu Học Thần chủ động cho Giang Sách rót một chén trà, cười ha hả nói, Giang lão bản, chúc mừng chúng ta đại hoạch toàn thắng. Đi qua công bố ba cái video, hiện tại dư luận toàn bộ đều xoay ngược lại rồi, vẽ thượng tập đoàn danh tiếng triệt để đổ nát, muốn xoay người cũng không thể. Bây giờ vẽ thượng tập đoàn, chính là người người kêu đánh con chuột. Chỉ cần chúng ta có thể nắm chặt cơ hội tốt, là có thể đem một lần hành động tiêu diệt. Nói được nửa câu, Tiêu Học Thần nhìn về phía Giang Sách, hỏi chúng ta trước ước định cẩn thận chuyện, Giang lão bản bên này chuẩn bị thế nào? Trước hai người ước định, từ Giang Sách tới phụ trách tìm ra phệ tâm tản bí mật, còn Như Long Chi Thủy thì giao cho Tiêu Học Thần tới phụ trách. Trong khoảng thời gian này, Giang Sách quả thật có đột phá. Hắn nói rằng, muốn điều tra rõ ràng phệ tâm tán, trước hết phải học biết kỹ thuật chiết cây, tin tức tốt là, ta gần nhất đã hoàn thành kỹ thuật chiết cây tầng thứ 2 học tập, còn kém một tầng cuối cùng. Chờ ta hoàn thành toàn bộ 3 tầng, thì có thể tìm ra phệ tâm tản bí mật, đến lúc đó, nói không chừng có thể chế tạo ra chân chính giải dược. Tiêu Học Thần vỗ tay một cái, Giang lão bản thực sự là lợi hại, với ngươi so với. Ta còn kém sinh ra, đoạn này thời gian ta một mực điều tra Long Chi Thủy. Đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ, một điểm manh mối đều không tra được. Đây là đương nhiên. Nếu có thể điều tra ra, đã sớm tra ra được. Giang Sách khẽ nhíu mày, nếu như không có Long Chi Thủy, như vậy phải đối phó Lão Thiên Tôn. Ắt sẽ chịu đến sau lưng lực lượng Long Mạch cản trở. Cái này không đi. Suy nghĩ khoảng khắc, Giang Sách chủ động nói rằng, Long Chi Thủy sự tình, cũng nhất định giao cho ta xử lý a. A. Tiêu Học Thần có chút bất ngờ, không nghĩ tới Giang Sách cư nhiên đem tất cả mọi chuyện đều một người gánh chịu, như vậy không hợp thích lắm à. Không có gì không thích hợp, trên tay ta còn nắm giữ một cái lợi thế, để ta làm thu hoạch Long Chi Thủy càng thích hợp hơn. Giang Sách đứng lên, cùng Tiêu Học Thần nắm tay, sau đó rời đi gian phòng. Kỹ thuật chiết cây, phệ tâm tán, Long Chi Thủy. Mấy thứ này Giang Sách phải toàn bộ đều được thu được. Giang Nam khu nữ nhi còn đang chờ hắn. Hắn không có thời gian ở chỗ này ma kỷ. Ly khai bót cảnh sát. Giang Sách mang theo Lô Nhược Di trực tiếp chạy tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà, đưa nàng giao cho Lô Văn Diệu. Ra ra. Nhược Di. Lô Văn Diệu lão lệ tung hoành, tiến lên một bả liền ôm lấy tôn nữ của mình. Lại hài lòng lại nghĩ mà sợ, nếu như không có na tam đoạn video, không biết Lô Nhược Di sẽ ở trong lao ngục ngồi chồm hổm bao lâu. Ra ra về sau lại cũng không cho ngươi đi mạo hiểm. Lô Nhược Di nín khóc mỉm cười, nói rằng, khó mà làm được, đi qua chuyện lần này, ta càng thêm xác định.
về sau ta muốn càng thêm dũng cảm, càng thêm thông minh đi theo thế lực tà ác làm đấu tranh. Lô Văn Diệu lắc đầu liên tục, hồ đồ, về sau ngươi liền cho ta thành thật đợi tại gia. Nơi nào đều không cho đi. Hai người cười cười nói nói, bầu không khí hỏa hoãn không ít. Chứng kiến bọn họ như vậy, Giang Sách cũng thở phào nhẹ nhõm, trước hắn sợ nhất chính là Lô Văn Diệu không thể tha thứ chính mình. Bây giờ thấy bọn họ cười nhẹ nhõm như vậy, Giang Sách tâm tình cũng khá hơn nhiều. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ly khai phòng khách, đi theo sư phụ của mình Trần Lão gặp mặt. Ở chỗ cũ, trong hoa viên, Giang Sách gặp được Trần Lão. Chỉ bất quá, thời khắc này Trần Lão ngồi ở vườn hoa ghế trên, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua vô cùng suy yếu, một bộ nến tàn trong gió bộ dạng. Giang Sách nhìn, trong lòng khó chịu. Nhưng là không làm được cái gì. Trần Lão lớn tuổi, lại vất vả một cái đời, tuổi thọ của hắn gần như sắp phải đến đầu, tùy thời đều có khả năng rời đi. Điểm này, Giang Sách từ lần đầu tiên nhìn hắn thời điểm cũng đã phát hiện. Đây không phải là y thuật có thể chữa xong. Tuổi thọ của con người, không phải y thuật có thể cải biến, hơn nữa Trần Lão mình chính là cái phi thường thầy thuốc ưu tú, cũng không cần Giang Sách đi nhắc nhở cái gì. Tất cả mặc cho số phận. Sư phụ, Giang Sách đi tới Trần Lão trước mặt, nhẹ nhàng la lên bác sĩ. Ôi chao, Trần Lão khi nhìn đến Giang Sách sau khi đến, trên mặt rõ ràng rào rạt bắt đầu nụ cười hạnh phúc. Ngươi tới rồi, trước dạy ngươi tầng thứ hai học như thế nào rồi? Ta cảm thấy được không có vấn đề gì rồi. Phải, na, luyện cho ta xem. Vì vậy, Giang Sách coi như Trần Lão, bắt đầu thi triển chiết cây thuật tầng thứ hai. Đem hoa gả nhận được tiểu động vật trên người. Giang Sách lựa chọn là tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ hình thể, tương đối thích hợp Giang Sách để làm việc. Hắn hao tốn không sai biệt lắm thời gian một tiếng, tổng cộng thử 5 lần, cuối cùng chỉ có hoàn thành chiết cây. Trần Lão nhìn phi thường hài lòng, liên tục gật đầu tán dương, ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày là có thể đem tầng thứ 2 cho luyện đến tình cảnh như thế. Giang Sách, ngươi thực sự là trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế. Với ngươi so với, bất kể là ta Niếp Thiên Kỳ, đều có vẻ quá miểu tiểu. Có thể, chỉ có ngươi mới có thể chân chính nắm giữ chiết cây thuật. Giang Sách sửng sốt một chút, hỏi, làm sao nghe ý của sư phụ, ngài lẽ nào cũng không có chân chính nắm giữ chiết cây thuật sao? Trần Lão Phốc suy vui vẻ. Hắn sờ sờ râu mép, sắp xếp lời nói một chút. Nói rằng, ta trước đã nói với ngươi, chiết cây thuật tổng cộng có 3 tầng, điểm này quả thực không có sai. Nhưng chiết cây thuật tầng thứ 3, chỉ tồn tại ở lý luận trong, bất kể là ta Niếp Thiên Kỳ, đều không thể nắm giữ. Giang Sách, có thể chiết cây thuật chính là đang chờ ngươi như vậy kỳ tài khoáng thế xuất hiện, tới hoàn toàn nắm giữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.